đây chỉ mới là tiết mục mở màn trong ngày khai trương thôi, còn nhiều cái thú vị lắm. Món ăn ngon này nha, phục vụ thì đẹp, từ đứa phục vụ tới bà chủ cũng đẹp luôn. Bé Lệ đẹp, bé Lệ biết mà. Đây con bé mannequin. Đây. Dạ. Sao kỳ vậy con? Má khách đồng phục cho cả đám múa mặc con mặc đồ lạc lòi vậy? Má này, con là con của má, con phải mặc đồ nổi hơn ta chứ. Ủa, má chỉ mặc đồ nổi không? Nghi lắm mà. Lúc này á quen thằng Hậu, mày đặt xí xa, xí xòn hẹn hò, máu dài, áo cưới, đồ. Má này, con thương anh Hậu thiệt mà. Lại đây, má nói cho nghe. Mẹ thường bảo con thân gái đục trong tăng, 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 tăng. Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng tăng. Má cực khổ nuôi con từ nhỏ tới lớn, nghe lời má nghe không? Dạ. Đi vô đi, lát chừng nào có khách mới á, má kêu. Dạ, thưa má con vô. À. Trời, thấy gớm không nè. Dạ, mọi người kêu mới ăn đi, dạ, dạ nè. Khách ơi, vào quán Bé Lệ đi nè. Bé Lệ. Tại sao khai trương quán mà không mời tôi? Ai vậy? Hải Hùng Bolero nè. Ta ghét quá hả? Ủa, mấy chục năm mới gặp luôn á. Chúc nhớ. Bạn nhớ lắm luôn á. Bố. Bà chết. À, ơi, ơi, ơi. Đường nước làm tới hả? Thì cố thiệt đó trời ơi. Đâu bao nhiêu năm nay mà giờ mới về với tôi vậy? Tôi lên Sài Gòn, tôi đi hát, tôi kiếm anh Phong. Anh Phong? Kiếm hoài, kiếm được. Đừng có nhắc tới con người phụ bạc đó nha, nha. Người đàn ông phụ bạc, bà nhớ không? Vì cùng yêu một thằng cha tên Phong đó nha. Mà chị em mình á, tình cảm tan vỡ. Đi lên Sài Gòn, cưới vợ, cưới con hết rồi. Đừng có nhớ tới người ta nữa. Ủa mà nè, giờ này sao rồi? Thì nè, nhìn kỹ đi. Đó, lúc mà bà lên Sài Gòn rồi đó, tôi đi hát có mình nên nè, đám nào cũng hát hết trơn á, dành dụm tiền bạc làm nên quán Bé Lệ này nè. Ồ vậy hả? Dành dụm tiền bạc làm quán nhậu hả? Sao không dành dụm tiền bạc sửa đây răng cho bớt hô đi. Để không? Cũng tỉnh sửa rồi, mà nghĩ lại để hợp răng chống mà binh cô hồn. Trời ơi, dữ gì trời. Dữ lâu gì? Ngày gặp lại những xéo sắc như xưa. Xéo sắc gì? Con người con ngợm không? Không học gì mà bỏ tiền học lời ăn tiếng nói đi. Đút cái chữ vô não dùm cái. Lo diện đồ. Thôi trời mà. Ơi, cái đèn giao thông biết đây gây chuyện. Ủa, sai tôi là vậy? Sao kỳ vậy? Bớt tỉa xói nhau lại. Tôi hết xéo sắc rồi, mềm mại là rồi. Chi tôi vậy? Muốn lấy chồng rồi. Ai lấy? Kệ tôi, mắc cười quá hà. Thôi nè, biết sao không? Về này có quán rồi, có nhà có cửa rồi. Về ở với tôi. Đời cho em mình khổ lắm. Về già đó, đâu có ai đâu mà lo. Đúng không rồi. Có chỗ nương tựa. Đúng rồi. Tôi tự xây cái quán nè, để yên phận cuối cuộc đời của mình. Ê, vậy bà cho tôi phụ bà đi. Ở đây với tôi luôn nha, hứa không có đi nữa nha. Hứa mà. À, cái gì bên đây vô đá gì? Ăn cái gì? Vô đá. Ôi, trời đất ơi. Rồi, vô đá. Bà ơi, đứng lại coi. Trời đất ơi, hai đứa này sao gì lớn là mà không biết suy nghĩ gì trời. Dâu đá bây giờ ăn ghê lắm, bị ung thư đó. Ủa vậy? Cái gì? Hả? Gì? Ung thư gì bậy bạ vậy? Dâu đá tôi tự mua sữa, mua đường tôi pha, đút vào tủ lạnh đó. Rồi bà mua đường, mua sữa ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư đó. Đi về đi, đừng có ăn, đi đi. Dạ, trên tô hủ tiếu sườn. Ăn mà không biết suy nghĩ gì, ăn ba cái đó là ung thư chết. Ung thư cái gì? Hủ tiếu sườn nha, sườn heo tôi tự tay tôi hầm xương đó. Chưa kể con heo tôi tự tay nuôi lớn luôn. Trời. Ung thư gì đây trơn á? Trời ơi, trời ơi, bà ghen quá. Ghen gì? Rồi cộng hủ tiếu mà mua ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư luôn đó. Ung thư luôn hả? Đi về đi mấy đứa ơi. Ghê quá. Anh nói giỡn hả? Đi về đi. Ê, tính ra tôi hay quá. Thôi. Tôi hay thiệt á, tôi vừa vô tôi hải hùng kia tôi giúp quán. Cái quán đang đông vui tự nhiên bắn hoe hết luôn. Cái gì vậy? Hả? Hơi nhanh đó. Rồi đó, nhạc sĩ Trường Sơn lên. Tôi hải hùng với hải hùng luôn đó. Sao tự nhiên chửi tôi? Hải Hùng bây giờ muốn sao? Muốn là tưng bừng khai trương lặng lẽ đóng cửa phải không? Hả? Bữa nay là ngày khai trương này của cô Lệ nè. Làm vậy là chết rồi. Chết rồi, biết không ở đây? Ai gì? Buồn quá Sơn ơi. Cô Lệ nè, tôi thông cảm cho cô. Ừ. Khai trương mà gặp quỷ này là chết rồi. Bữa trước ông Sáu á, bác cháu dịch nghe, mới khai trương hôm qua ủng hộ một cái bán 3 ngày đầu khách đông, ngày thứ tư bán luôn cái quán. Đó. Ở đây đi. Bây giờ nào bữa nay tôi bán thân luôn không? Dễ lắm. Nhưng mà tôi bây giờ biết sao không?
tôi ủng hộ cô, tôi dắt bạn gái tôi ghé đây rồi. Đúng rồi. Đó. Im nha nè. Em ơi. Im nha. Ghé đây. Dặn im hay chưa? Biết rồi. Đây. Mày cầm đi. Nè. Quán của cô Lệ. Em ghé đây đi. Ê chào đó, chị. Ê chào chị. Bữa nay ghé quán của Lệ ủng hộ đi, mới khai trương phải không? Nè. Ở đây tiếp khách nha không? Biết rồi. Vô trọng chuẩn bị đặt order báo cho em. Ê nó nghe đó nghe. Cấm ung thư ung thiết. Đồ ở đây là đồ ngon. Dạ. Đồ ở đây cô Lệ làm ăn gì? Im coi đồ uy tín lắm, cái ăn một viên không? Anh ăn ăn em ăn. Không. Em ăn cái gì cũng được. Ăn cái gì? Từ từ đi. Mày chĩa một cái tao quánh mày chết luôn đó. Em ăn cái gì cũng được. Cho vô đi, không có kêu món ăn giống như ăn thịt nha vậy. Muốn ăn thịt nó ăn thịt tôi nè. Ăn thịt lấy bóng sao? Đi. Bây giờ ăn gì? Hai tô hủ tiếu. Trời ơi trời. Nè tôi nói nghe nè, mấy người này nên bỏ đi, đừng bao giờ quen. Sao hả chị? Hai người sắp về sống chung một nhà với nhau rồi đúng không? Dạ dạ. Vậy dạ. Mà kêu hai tô hủ tiếu phân biệt vậy. Ăn sợ động môi động đũa sợ lây bệnh hả? Bỏ đi. Trời đất ơi, bây giờ hai người vô kêu hai tô là đúng rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi, em không ngờ con người anh thì ra anh kỳ thị em đúng không? Anh sợ đụng muỗng đụng đũa với em chứ gì? Không phải, ý của anh không phải là vậy. Chứ sao? Cho một tô đi. Ôi trời ơi, quen nhau mà kêu kiệt ăn có một tô. Trời ơi, đại gia kỳ vậy. Trời ơi. Thì ra tôi bỏ đi. Thì ra con người anh tính toán chia ly với bạn gái như vậy. Anh kêu kỳ quá, tôi chia tay anh á. Không có phải. Trời ơi, bà nói giùm tôi một tiếng đi. Thôi được rồi, gái ơi gái, thì cái mới có là chọt chút xíu rồi mà banh nhà banh cửa rồi. Tôi giỡn đó. Thật sự ra tôi vô tôi nhìn cái tướng này tôi thấy là nhân tướng là rất là tốt. Bà không biết coi bói luôn. Biết coi bói. Coi tôi khỏe rồi. Bây giờ coi quá mà coi bằng cái gì nè? Bây giờ tôi coi bằng bolero. Bolero? Ừ. Rồi. Đây. Giờ hát tôi đi, tôi giờ bỏ tôi giờ. Hát một bài nghe. Chỉ cần hát một bài thôi tôi nói cuộc đời của ông luôn. Rồi, đoán đàng hoàng nghe. Rồi, hát đi. Đời tôi đẹp trai nên đi đâu hay nó quá. Cũng ra hoài. Hay lắm. Vì tôi đẹp trai nên bao cô nó cứ theo hoài. Hay quá. Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay. Tôi không cần có tài mà tiền xài tôi có lai rai. Thôi được rồi, đoán được rồi. Hát cái bài mà đẹp trai, thường thường đẹp trai là cuộc đời đó là dạ. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hai mặt. Tại thường thường đẹp trai là có rất nhiều người cua, rất nhiều người yêu, hiểu không? Có nghĩa là nay yêu người này, mai yêu người nọ, mốt yêu người kia. Đúng không? Bởi vì người xưa người ta có câu nè: họa hổ, họa bì, nan, họa cốt, chi nhân, chi diện, bức, chi tâm. Họa hổ, họa bì, nan, họa cốt là gì? Đừng hỏi mấy câu đó tôi không có biết đâu. Vậy còn chi nhân, chi diện, bất chi tâm? Cái đó tôi biết. Có nghĩa là biết người, biết mặt mà không biết lòng đúng không? Ô trời ơi, giải thích kiểu đó ra ngoài đường người ta cười vô mặt. Chứ sao? Giải thích cái kiểu gì mà kỳ cục, có nghĩa là này, chi nhân, chi diện, bất chi tâm là gì? Nghe rồi học hỏi mới mốt ra giải thích cho người khác nghe chưa? Ừ. Chi là gì? Chi là gì biết không? Là biết. Chi là biết, nhân là người, diện là có người biết ăn diện, bất là không, tâm là tâm xỉa răng. Câu đó có nghĩa là người biết ăn diện thường không dùng tâm xỉa răng. Có nghe chưa? Vậy là cuối cùng là tôi sao? Nói chung là con người này sợ khanh lắm, bỏ đi, đừng bao giờ đeo với con người này nữa. Bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay anh là con người sợ khanh như vậy. Tôi không biết, tôi chia tay anh. Chia tay đi. Không phải, em tự bà đó nghe. Bà gì em bị chửi luôn. Tôi đó. Vừa vô xài xể tưởi chú làm chi. Sao rồi nè? Bà ăn. Ôi, đi đâu hết rồi? Không ấy, bà cầm sổ đổ bà sang quán đi, chứ bà kêu tôi về là một thiệt hò lớn với bà đó. Tôi quá sợ cái xóm này. Trời ơi, kỳ quá ha. Khách đi hết là tiền vô nó bù lại. Thôi đừng có buồn nữa. Má ơi, giúp con với. Ủa, tí mấy hôm mới tới hả? Má ơi giúp con với má ơi. Thì mãi hồn tím sao tím tới đây vậy? Má ơi. À. Má giúp con với má ơi, nguy hiểm lắm rồi. Mày cho tao trả lời chứ không. Giúp chuyện gì? Bây giờ á, má làm má còn tí mãi hùng làm ba nha. Cái gì vậy bà? Những ba má gì đây? Vụ dạ. Gì? Vụ gì làm ba làm má? Ờ. Ba của anh Hậu hôm nay lên coi mắt của con. Sao giờ mới nói? Sáng giờ lo gai trường quên mất tiêu nè. Vậy? Tao mệt quá đi ba má gì đây. Bây giờ giúp thôi được rồi. Đi. Thôi được rồi. Để thím ba làm ba cho. Dạ. Nhưng mà thím bây giờ đâu có đồ đâu mà mặc mà làm đàn ông. Dạ đồ nè thím. Trời nó canh luôn á, nó làm như là nó muốn tôi làm đàn ông trở lại đó. Thôi giúp con gái mình mà hiểu không? Đi đi đi, đi vô đi, mà thay đồ. Hai nè. Đi vô thay đồ nhanh trời đi. Trời ơi thiệt khổ ghê đó. Trời ơi mày vô lẹ lên coi. Lẹ lên cái thằng quỷ này. Đi qua cái cây cầu vườn qua cũng không được nữa, mày đặt đi cưới vợ. Tí ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ cái gì người lớn nó không có cãi ok. Con chưa nói gì hết luôn á. Mày chưa nói hả? Vậy tao sai ok.
Ok. Bây giờ mày tới nhà con bạn gái mày chưa? Hình như là ở đây đó tía. Lan ơi. Dạ. Ủa, anh Hậu. Lan. Dạ, con chào bác. Để con mời ba má con ra. Ok. Ba má ơi, ba của anh Hậu tới rồi nè. Và bây giờ là họ nhà gái. Má tôi tên là Nguyễn Thị Bé Lệ. Năm nay má tôi vừa tròn 52 tuổi. Và tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ hai, là ba của tôi. Đúng rồi. Ba tôi tên là Quỳnh Hải Hùng. Ba của tôi năm nay vừa tròn 59 tuổi. À cha, bên nhà gái giới thiệu hoành tráng quá ha. À, ba mẹ con đây đó hả? À, chào ông anh. Cái gì vậy? Đẹp quá. À, cái gì vậy? Ông nó đẹp quá, đẹp quá. À, chào ông anh. Tôi tên Phong, quê ở Vĩnh Long, nhà cạnh một dòng sông. Ngày xưa có hai người đàn ông muốn lấy tôi làm chồng, nhưng tôi đã phụ lòng bỏ mặt dòng sông, quyết sống cuộc sống lông bông. Bây giờ tôi đã thỏa lòng. Xong. Tôi đã nói xong. Quốc ngữ chi phong. Hải Hùng. Bé Lệ. Đi đâu đấy? Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Em ơi. 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 Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ta từ lúc anh ra về. Giang ra đi. Con này quá đẹp mang. Cướp bồ chứ. Cướp bồ. Hai người làm gì vậy? Anh Phong hẹn ở đây. Rồi sao đối xử với em vậy? Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em vậy khi hẹn em ra đây? Vậy mà cũng dấp. Ừ. Dài quá. Thôi bây giờ em về trước đi. Rồi xíu anh ra anh gặp em nha. Thật sự là tôi có hẹn hai người ra đây. Tôi muốn nói với hai người. Thật sự là tôi biết hai người thương tôi. Tôi cũng thương hai người như anh em. À, sở dĩ tôi hẹn hai người ra đây là tôi muốn nói, tôi muốn tạm biệt. Tôi phải lên Sài Gòn, tôi lấy vợ. Rồi chắc tôi ở trên đó luôn, tôi lập nghiệp. Anh Phong bỏ tụi em hả? Anh bỏ tụi em đi luôn anh Phong. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Anh Phong. Anh Phong. Em anh Phong. Phong. Em thương anh Phong. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hắt hiu. Bao nhiêu một người lạnh lẽ buồn yêu đừng nhiên. Ông đã nhớ chưa? Ốc cho cha quên nắng râu rồi nè. Tôi không gả con gái tôi cho ông đâu. Đi về đi. Về đi. Tự nhiên đi. Gả con gái của ông cho tôi làm chi? Tôi nói gì kệ tôi đi. Tôi đâu có nhu cầu lấy vợ. Ai biết được. Người ta đuổi về, ok đi về, ok. Ba à, nhưng mà con yêu Lan thật lòng mà ba, không có về được đâu ba. Má, tụi nhỏ đến lớn á, cái gì má cũng cưng chiều con hết. Để bây giờ con lớn lên, con có tình yêu, rồi má ngăn cản con. Vậy từ nhỏ má nhận nuôi con làm chi? Má không thương con hả má? Má, dì ba. Dì bó tay được con à? Lan con, bác là bác chịu gả anh Hậu cho con rồi đó. Nhưng mà để bác nói chuyện với hai bà, thì hai bà không chịu thì một năm, hai năm, rồi ba năm, rồi không mấy đợi tới 10 năm mấy bà chết.
Đi về. Thì đúng thôi. Thì lúc đó mày tự do, mày muốn cưới ai mày cưới. Không có được đâu. Đợi tới lúc đó anh Hậu có thay lòng đổi dạ, anh không còn yêu con nữa làm sao? Em nói gì vậy Lan? Anh yêu em thật lòng mà, ok. Ok. Lan ok. Rồi hai người có ok không? Ông có chấp nhận nhiễm truyền thống ok không? Tôi giận lắm đó. Tôi cũng vậy. Tôi giận lắm á. Tôi gặp ông tôi giận lắm biết không? Tao nóng lắm rồi. Thôi mà. Đừng giận nữa. Tôi biết á, là ngày xưa tôi có lỗi. Tôi phụ tình hai bà để cho tụi mình không đến được với nhau. Thì bây giờ để cho tụi nhỏ đến với nhau đi, rồi tụi mình về chung một nhà. Hả? Một... Làm xui. Xui. Vậy là đồng ý phải không ba má? Ok, okay. Yes. Yeah. 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 Trời ơi, cái gì mà điên vậy? Tổ chức đám cưới cho nó đi. Đứa đến với nhau đi. Bơi bao năm chén đang quậy phá. Lên 15 là tôi đã bị tống giam. Tống giam trong tù. Và giờ này tôi đã được ra tù. Kể từ giờ tôi sẽ quyết chí làm giàu. Tôi sẽ không là tôi ngày xưa nữa đâu. Quyết tâm lên nào. Ok. Mấy ông anh ơi, cho tôi hỏi, mấy ông anh là ai vậy? Xin trân trọng giới thiệu với bọn em, nhóm anh là Hội Tam Chí, anh là Chí Lòng. Tôi là Chí Phổi. Tôi là Chí Vào Trường. Hội Tam Chí, quyết chí làm ăn. Trời ơi, nghe tên của ba anh, em thèm ăn cháo lòng quá à. Đúng mà em, đợt này hội tụi anh về tính về làng này mở quán cháo lòng đó, em nhớ tới ủng hộ nha. Hội Tam Chí, quyết chí làm ăn. Vậy là từ nay chị em của chúng ta để ba quẩy mệt về có tiệm cháo đi ăn rồi. Nhưng mà mấy ông anh ơi, cho em hỏi, mấy ông anh từ đâu tới đây vậy? Mày bị điếc à? Ba thằng tao ra hát mày hỏi từ đâu ra nữa à? Tại vì mùi của mấy anh lạ quá cho nên em chưa có like ứng kịp. Like ứng là cái gì? Dạ like là thích, là thích ứng, thích ứng, thích ứng, thích đó anh. À anh hiểu rồi. Ủa mấy anh làm gì vậy? Tao đang thả mặt phẫn nộ đó. Anh kỳ quá, em hỏi mấy anh từ đâu tới rồi mà. Bọn anh mới ở trong ra. Ồ, mấy người này giống chị em mình nè. Từ trong trứng chui ra. Mày điên hả? Ai nói mày trong trứng? À, vậy là à, mấy anh trong làng ra đúng không? Không phải. Không phải, à em biết rồi. Vậy là trong rừng. Không. Cũng không phải luôn, vậy trong đâu? Trong trại giáo dưỡng. Trời ơi chị em ơi, những người trong trại giáo dưỡng ra là những người mà ăn chơi quậy phá, đâm thuê chém mướn. Lúc này đây, chúng ta cần phải bình tĩnh để chống lại, đuổi bọn người xấu này ra khỏi làng. Tiên lên. Nhỏ bất chợt xác sơ những bụi chuối sai. Đứng lại. Dạ, mấy anh ơi, em nói cho anh nghe là mấy bạn nữ này là bằng mặt không bằng lòng, không chơi được. Bây giờ cho em vô nhóm đi. Em là ai mà muốn vô nhóm? Dạ không giấu gì anh. Tên của em biệt danh anh ba kia. Sống nơi ruộng đồng quê hương có. Thôi em thoại thôi, hạn chế hát lại nha em. Dạ em biết. Anh hỏi tên nhưng hỏi biệt danh. Nhóm anh là Hội Tam Chí, em tên gì? Dạ em tên Tài. Rồi vô nhóm luôn, Chí Tài. Tên Tài nghe hài quá đi. Từ nay em sẽ được làm Cindy Chí Tài rồi. Thôi 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 được rồi, em tên gì kệ em. Nhưng mà em ở trong làng đúng không? Dạ. À, em cho anh hỏi một câu được không? Câu gì anh? Em cho anh hỏi bé Lở của anh bây giờ đang ở đâu? Dạ thưa anh, nói về chị Lở là một câu chuyện hài hước trên một nền nhạc rất là vui. Từ khi anh ra đi, cái làng Vũ Đại của chúng ta được đổi tên thành làng Vũ Trường. Vũ Trường thì mọc lên như nấm, Vũ Nữ mọc lên như mụn, còn Vũ Hà thì em không biết. Em chỉ biết Vũ Trường nào cũng mở nhạc của Trường Vũ. Còn chị Lỡ thì
đã trở thành gái bán hoa trong vũ trường. Cái gì? Trở thành gái bán hoa trong vũ trường. Là ơi, vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biến dậy, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiếm ngự hồn anh. Nào ơi, anh đến với em đây. Lady and gentlemen, Nguyễn Thị Lỡ in Sóc Sờ Bài, Sóc Trăng. Quý vị ơi, hư gốc luôn rồi. Quý vị ơi, quý vị có muốn lên chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta lên thì sẽ lên. Em sẽ trình bày ca khúc để cho quý vị cùng lên nào. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau dương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy. Đêm tựa như lá me bay nên tình em trót dài. Dạ, dạ kẹo là em để đầy đủ rồi, cắn thoải mái nha. Bên đây kẹo dừa, kẹo bạc hà, kẹo chuối, đồ cắn cho đã. Bên đây kẹo me, kẹo mít, kẹo gì cũng có nha. Đá em để dưới kia nha, đập thoải mái. Đá cục, đá bào, đá bi rồi đó, mình đập thoải mái như quý vị nha. Lên nữa không à? Lên. Dạ, để hòa về cái không khí Bolego ngày hôm nay, em xin trình bày một cái tiết mục cũng na ná Bolego. Một cái tiết mục mà sẽ dễ đi vào lòng người. Và bây giờ tiết mục của em xin phép được bắt đầu. Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng buồn rơi. Cảnh nhà neo đơn, bởi em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhau. Muốn học máu rồi mà chưa? Quý vị ơi, đã không à? Sao chưa? Trời ơi, sao quán mà đông vắng que vậy? Mọi người ơi, đừng bỏ em mà. Đã có chúng tôi. Ai vậy? Bà con cô bác ơi, cô ấy thấy bé lò của tôi đâu không? Làm ơn chỉ dùm tôi với. Anh đã bao đêm âm thầm mong nhớ, mơ ước bên nhau cho hạnh phúc em đẹp. Em đã gây chi bao mối tình ngàn trái để tình trùng thuê, nay đành lỡ là thôi.
Giúp cô hồn hốt cái cây giúp. Tôi không tới đây để xịt cô hồn. Ăn xin đúng không? Không phải ăn xin. Chứ ăn gì? Ăn vạ. Mày đang giả tôi cho mày ăn dao. Bà cho tôi ăn dao, tôi cho bà ăn dép. Mày tao dép cho mày ăn chuối. Tôi không ăn nữa. Vậy tao có chữa cho mày vừa nào. Bà thôi đi. Tôi không tới đây để làm cho bà có chữa. Vậy tới đây làm gì? Tôi tới đây để tìm bé Lỡ. Cái gì? Tìm bé Lỡ? Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắc niềm đau. Buông cái cơ thể tôi ra. Ai ai bà Vũ Thị Hương, kết cuộc bà nấu nồi nào? Em nấu nồi này. Tình cờ anh gặp em lỡ của anh nè. Em lỡ của anh nè. Em đúng là lỡ hả? Anh xin lỗi em. Vì anh đi tù mà để em ở nhà thân gái dặm trường một mình gánh nước, cho nên cơ nó mới to thế này. Không có anh ơi. Ở nhà em ăn bột mì đi, em bị xì nó phù thủng. Em lỡ của anh nè. Lỡ cháo trắng của anh. Cháo trắng mày điên hả? Cái gì lỡ cháo trắng? Thế em là lỡ gì? Tao lỡ mồm lông móng lỡ. Nhưng mà cái tên nó là dĩ vãng rồi. Bây giờ em là lỡ một cung đàn. Lỡ một cung đàn. Phải chăng dòng đời là dòng dây hoang trái? Rồi, 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 được rồi. Cho chồng chị thoại mấy đứa. Ê, mày đưa tao tới nhà vũ trường hả? Dạ, tới cái vũ trường này đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chị Lỡ chỉ là gái bán hoa. Anh phải kêu là Lỡ bán hoa chứ. Đúng rồi. Lỡ của tao bây giờ đã là gái bán hoa. Lỡ bán hoa bây giờ này em đang ở đâu? Em đây. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì thời gian vừa qua anh đã để em ở nhà một mình vất vả. Nhưng mà em à, hôm nay anh đã về với em rồi. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ về đây bên nhau. Ta nối lại tình xưa. Chỉ tình nào bao năm qua. Em gói ghém thành kỷ niệm. Phải nắm còn. Ở đây. Làm gì vậy? Kệ bài đi em, mình về thôi. Đứng lại. Ở đây không phải là cái chợ bà Triệu, muốn đi thì đi, muốn ra là ra. Nếu mà muốn ra, hãy bước qua xác của mẹ. Mày muốn đi đúng không? Trả cho tao 800 triệu đây. Cái gì? Con mượn má có 80 triệu mà má. Heo còn đẻ huống gì tiền mày. Trời đất, tao bị mượn tao 80 triệu, bây giờ phải lên 800 triệu chứ, mày trả không? Bà thôi đi, bà quá đáng vừa thôi. Bà chưa biết tôi là ai đúng không? Mày là ai? Tôi là Chí Lòng. Mà hôm nay không chỉ có mình tôi, mà còn cả hội Tam Chí. Đúng. Mày có tam chí, tôi có tam tai chơi mày mày. Còn em nữa anh. Đúng rồi, bà có tam tai, tôi có hội tứ chí. Hội tứ chí đang càng sát đi. Nên đi. Mày có hội tứ chí, tôi có hội tứ sắc. Sẽ bắt luôn cái hội tứ chí. Giang hồ đâu? Hãy ra đây. Em đi trên có non mọc ốm đôi bờ đường ghê. Em che nghiêng nắng lá chân rục rè. Nhà tranh em đi qua mấy sông vượt mấy đèo dâu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về. Ai vậy phá quán chị ba? Là tao. Là mày. Ôi, kêu nó ra giải quyết vấn đề mà cứ hạ tối ngày cứ. Thôi, tới đây để đánh lộn chứ tới nơi đâu phải để. Thôi, chúng ta là một hội một thuyền, có muốn chỉ thì hãy chỉ gia bảo. Hey. Thôi, quá xàm rồi. Để em nghe tôi hỏi. Mi tên gì mi tên hả? Chi cho tao biết quý danh là gì? Mi tên gì mi tên chi cho tao biết quý danh là chi? Nói
chỉ lòng lò gạch. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chỉ lòng lò gạch. Chỉ lòng lò gạch. Tại sao cậu lại có cái tên là Chí Lòng Lò Gạch? Bởi vì ngay từ khi sinh ra tôi bị bỏ rơi cái lò gạch nên người ta gọi tôi là Chí Lòng Lò Gạch. Lò gạch nào? Gạch Đồng Tâm. .75-3-8. Tại sao bà biết? Mẹ nè con! Quay sổ số kiến thiết à? Mẹ làm như vậy để chứng minh cái tình yêu thương của mẹ dành cho con đó. Bây giờ mẹ có nói nhiều con vẫn không tin. Bây giờ mẹ sẽ mượn âm nhạc để quay trở ngược về quá khứ. Ngược thời gian trở về quá khứ cuốn dây nành lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại còn số không. Anh ơi, em đã trốn cha trốn mẹ ra đây đi gặp anh đó. Ừ anh ơi. Anh bớt nói nhiều đi, kém sang vô đây đi anh nha. Nhắc đến thay buồn tình chia ngang đôi đường, suốt cuộc đời tôi tương lai già lại thôi. Anh ơi, con giống anh quá nè, anh ẵm nó đi. Ôi, con giống em quá, em ẵm đi. Không, cái mặt giống anh hơn, anh ẵm nó đi. Cái cằm giống em nè, em ẵm đi. Anh ơi, anh. Trời ơi con ơi, cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Con cười mẹ biết diễn sao đúng không con? Lúc đó mẹ hoảng loạn lắm. Mẹ chơi vơi, mẹ như cánh én giữa bầu trời giông bão. Mẹ nhìn trước nhìn sau. Ồ, và mẹ nhìn thấy đằng trước có một cái lò gạch, mẹ liền ẵm con lại đó để cho con đỡ đỡ té nắng. Lúc này con mới. Con ơi, con nín đi nha con. Bây giờ mẹ sẽ ra trại bò sữa Long Thành mua sữa về cho con nha. Mẹ tung tăng một con điên chạy ra giữa đường quốc lộ. Lúc này bỗng nhiên. Mẹ không sao. Xe gì đục bà vậy? Xe cà lem. Lúc đó con mới. Con ơi, con khóc hoài, mẹ chạy mệt lắm con nha. Con ở đây đi, mẹ mua sữa về cho con. Lúc này mẹ mới chạy ra giữa đường quốc lộ thì bỗng nhiên. Lúc này mẹ có sao thiệt. Xe gì đụng mẹ vậy? Xe lỗ tai, mẹ xe ngồi sướng quá, nằm giữa đường quốc lộ, xe bắt chó lại hút mẹ đi. 3 ngày sau, mẹ chống chọi với bầy cún, mẹ mới ra khỏi đó. Và mẹ tìm con thì hỡi ôi, không còn gặp con ở đó nữa. Chuyện là như vậy đó con à. Bà ác lắm. Vì bà bỏ tôi như vậy, tôi mới trở thành một đứa trẻ mồ côi, mới vướng thân vào vòng lao lý và phải đi tù đó. Con ơi, con đừng có trách mẹ. Bởi thời đó phong kiến ghê lắm con à. Nếu mà có chữ quan thì lập tức bị dân làng bỏ lòng heo thả trôi sông, cạo đầu bôi cho trét trấu mẹ. Mẹ khổ lắm, mẹ có nỗi khổ riêng. Mẹ mới định bỏ con vô cái lò gạch. Rồi ông chủ lò gạch thấy con, ẵm con và nuôi nắng con. Một ngày chắc chắn con sẽ trở thành ông chủ lò gạch để nối dõi tông đường. Bà bỏ bà cũng phải để ý chứ. Đó là một lò gạch bỏ hoang mà. Trời ơi! Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như sông suối hiền ngọt ngào. Lời ru em mãi xanh như sao diều vì vu. Tiếng ru em đêm chẳng ta soi bóng. Không. Bà không chỉ bỏ tôi mà bây giờ bà còn hãm hại đời người yêu tôi nữa. Là sao mẹ không hiểu? Bà bắt lỡ vô đây để làm gái bán hoa. Đó là trách nhiệm và bổn phận của mẹ mà con.
Gái bán hoa tiếp khách làng chơi mà mẹ nói là bổn phận à? Đâu có, em bán hoa là em bán bông á, bông hồng thật tặng ca sĩ ha. Là em bán thực vật chứ không phải động vật hả? Thế là con hiểu lầm mẹ hả? Hiểu lầm rồi con ơi. Thương con thao thức bao. Có nhiều đó nó hát cũng chật nữa. Con ơi, bây giờ gương dở lại lành. Con trai của mẹ, mẹ thương con lắm. Con ơi, bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con. Con gái, qua đây nè. Ngày hôm nay mẹ con chúng ta gặp nhau, chính vì vậy mà mẹ sẽ tác hợp cho con và cô gái này. Hai con đồng ý không nè? Con đồng ý chứ mẹ. Con đồng ý không? Dạ con cảm ơn mẹ. Và tại cái bar này sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. Quê mình sầu bi, đường xưa nơi cố nhân từ già biệt ly, cánh hoa rụng rơi, còn gì mong manh lẻ loi trong mưa ngày tương phùng. Đó, xin thưa quý vị, đây là nhóm kỳ tài. Mong giúp em cái được không? Có như đó tập đi tập lại hoài không được là làm sao trời? Đạo diễn chửi em quá trời kìa. Vô tụ này đồng phim giùm tôi một cái đi. Khi nào quay tôi hú một cái là chạy ra quay. Ê khoan nữa. 15 phút sau trở lại đây tập tiếp. Ok. Làm ơn giúp em cái nha. Rồi đó. Đi 6 người đó đừng có về 7 người nha, tôi xỉu liền á. Ở đây thấy ghê lắm á. Dạ con lại các vị cô hồn các đảng. Dạ con là trợ lý đoàn phim, con đến đây con quay phim. Con có đụng chạm với các vị lưỡng tình tha thứ tụi con. Dạ con không dám vậy nữa. Dạ có ai rảnh trả lời con tiếng con biết được không ạ? Chết rồi không ai trả lời hết chứ chắc giận rồi. Người bình thường không thể nhìn thấy được ta, nhưng cũng có người thấy được ta, người đó mới ghê đó. Có ai mà khùng như mày á? Cái chỗ ta đang ngủ tự nhiên nó bà xàm bà láp gì vậy ông nội? Để tao ngủ, hiểu không? Cậu thấy được tôi hả? Tao đâu có đuôi. Cậu đánh được tôi luôn hả? Cậu đánh được tôi. Đánh lại cơ nữa coi. Đau mày. Tao bị ngu. Tao xuống rồi chi. Ra ngoài đây nói chuyện tôi coi, nhanh. Ra. Mày tao nói tướng còn khúc mà có được mét mốt mà leo lên cái mã mét hai chi rồi cà voi gì đó ảnh à. Quái thiệt á, kỳ vậy ta, thấy được mình mà đánh được mình luôn nữa hả? Thôi ta không nói câu đó nữa. Ngu quán chịu. Hỏi câu khác nè. Câu khác hỏi đi. Lý do gì mà hai ngày nay cậu vô cái nghĩa địa này hoài à? Hả? Cái này tôi mới hỏi ông nè. Lý do gì tôi vô nghĩa địa này? Ông rảnh ra không có gì làm sao theo dõi tôi chi vậy? Tôi... Hả? Nhiều chuyện ở chỗ người ta làm gì làm. Đâu đụng chạm tới gia đình ông đâu mà. Ai vậy?
Tại sao vậy? Tại sao có tiếng phụ nữ? Cậu mới ngồi lên mình vợ tôi đó. Ông nặng lắm rồi nha ông nội, không có người chết nào mà la được nghe chưa. Ông đừng có hù tôi nha, tôi sợ ma lắm đó. Trời ơi. Tôi nói rồi, hù tôi một cái lỡ nó bị ướt là ông giặt giùm tôi đó. Ủa giỡn? Giỡn tào lao mà. Người chết nào la được nè, tôi ngồi nè, la đi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bà nghe. Đúng đúng ngôi mộ này phát ra tiếng la nè. Đúng, vợ tôi đó. Chị ơi, em biết em lỡ ngồi lên người chị bỏ qua cho em đó chị. Mà ông ơi, vợ ông sao chết vậy? Đừng, cậu đừng hỏi đến nỗi đau của tôi nữa. Vợ tôi chết thảm lắm. Chú ơi, người chết cũng đã chết rồi, có buồn cũng không giải quyết được cái gì hết. Mà bà chết đây, ông để bà ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Vô đây tôi coi cái mộ các bà cái coi. Trời ơi. Nói chuyện với bà đi. Ông khùng hả ông nội? Tôi kêu tôi nói chuyện với ma. Bà chết thảm, bà linh lắm đó. Bà về bà ám cậu đó. Bà mới vừa ngồi trên người của bà, bà ám cậu bây giờ. Ê, 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 để ta nói. Chị ơi, mới gặp chị em có nhiều điều muốn nói với chị lắm. Chị ở chính suối, chị có uống nước suối không chị? Mày điên hả? Mày điên hả mày? Quẹ không biết nói gì luôn á. Mày hỏi cái câu nào khác đi, mày hỏi cái câu gì tào lao. Hỏi khác đi. Hỏi con khác hả? Mày không hỏi ma ám mày đó. Ê, biết ma biết thiệt rồi. Nói tôi sợ ma. Chị ở xuống về, chị có hay đi đò vàng không chị? Mày khùng luôn rồi. Thí dụ như hỏi chị tên gì đi, nó còn có lý. Bà tên gì vậy? Bà tên Bạch Tiết. Bạch Tiết hả? Bạch Tiết. Ồ, Bạch Tiết. Ồ. Đúng rồi. Cái mộ này là mộ của Bạch Tiết nè. Ừ. Ô mà khoan đã. Bạch Tiết ở đây, một chú lùng ở đây, thế thì sáu chú kia ở đâu? Sáu chú lùng chết thảm lắm. Tại sao sáu chú lùng chết? Đã lùng rồi mà còn có cái tánh ăn cắp giặt nữa. Ăn cắp tấm thảm của người ta làm chi để người ta quánh chết? Chỉ có một tấm thảm thôi, tại sao lại có thể giết chết sáu mạng người? Ai? Ai là người giết chết sáu chú lùng? Aladdin. Tôi không thể nào tôi tin được trên cuộc đời này lại có chuyện mà Aladdin giết chết sáu chú lùng hết. Aladdin là tên ở nhà. Còn tên ở trường? Alibaba. Còn lại ba. Rồi mà sáu chú lùng chôn ở đâu? Chôn chung với bà luôn. Vậy là phần mộ này là phần mộ tập thể hả? Đúng rồi. Cậu nhìn đi, trên mộ bia có khắc chữ rõ ràng đó. Trời ơi, Bạch Tiết chôn với sáu chú lùng. Đúng rồi, có ghi nè. Phần mộ của Bạch Tiết và năm anh em siêu nhân. Năm anh em siêu nhân đâu ra? Ở đâu ra năm anh em siêu nhân? Cái lúc sáu chú lùng chết á, hoàng đồ của năm anh em siêu nhân. Chắc tôi phải đổi cái tên cái nghĩa trang này quá. Nghĩa trang quốc tế, nơi yên nghỉ của các nhân vật hoạt hình nha. Mà cái miệng ông đó, ông xạo lắm. Thiệt mà. Hoàng đồ của năm anh em siêu nhân. Rồi cái thằng Út đâu, nó mặc đồ gì? Tại sao không có ghi trên đây? Chú Út không có đồ chôn chung. Ông hay thiệt đó. Chú Út đó. Ai vậy? Ai nói lạnh vậy? Ai nói lạnh vậy? Chú Út lạnh đó. Thế ghê vậy?
này có tiếng ai hát vậy? Bạch Tiên. Bạch Tiên hay hát lắm, cậu không biết sao? Đúng rồi, tiếng hát phát ra từ đây. Mắc gì đang hát còn la? Bà đang hát mày đè vô cuốn họng bà, sao bà hát? Trời ơi. Thôi ra đi. Trời ra, ra, ra cho con cháu nó xin lỗi ha. Bà với mấy em ra đây. Nè. Cái gì? Chào hỏi vợ tôi một tiếng đi. Vợ ông lùng như ông luôn hả? Bà ở đây nè. Bà ở đây? Ừ. Hồi nãy ông nhìn cái gì của bà? Tao nhịn gì kệ tao đi, chuyện gia đình tao mày thắc mắc chi? Cho nhịn ké cái được. Con bắt tay xin lỗi thôi. Tưởng tượng ra luôn có thiệt. Em chào chị Tiết. Ừ, bà bố qua rồi đó. Qua chào anh Hai đi. Ồ, anh Hai lùng vậy hả? Em chào anh Hai. Chào anh Ba đi. Em chào anh Ba. Chào anh Bốn đi. Nghe. À vậy hả? Không phải này, nè, chứ không phải ông ngồi dưới. Ừ. Anh Bốn, em tao. À, còn ông kia là anh tao. Ừ, ông Bốn. Dạ, thôi. Ông không chịu bắt tay. Sao vậy? Tay hôm nay cầm cây viết không biết làm gì vậy? Ý, có cuốn sổ nữa kìa. Trời ơi, mày thấy luôn hả? Ôi, đang ghi gì trong đó đó. Ông ghi gì mày coi coi. Anh Bốn cho mượn cái cuốn sổ cái anh Bốn. Ừ. Ông dễ chịu ghê ta. Ừ. Có ghi nè. Ghi gì vậy? Lê Nam diễn như hạch. Ông ghi thiệt á. Nè em ta nó thiệt tình lắm. Chết rồi. Thi mà gặp là chết luôn á thiệt. Ý, có BS ở dưới mấy chữ này nè. Gì dưới vậy? 10 phút nữa không làm anh cười rớt nha. Trời ơi. Khó quá. Em chào anh Bốn nè anh Bốn. Khó. Mày ráng đi, mày ráng đi. Thôi chào anh Năm đi. Em chào anh Năm. Chào anh Sáu đi. Chà, trong bực thang quá ha. Chào anh Sáu. Chào anh Út đi. Cái ông Út này mới khó chào này thiệt. Ráng. Em chào anh Út. Ê, mà tôi biết lý do tại sao ông thầy không có đồ siêu nhân mặc rồi. Sao vậy? Không có thợ may nào mà may đồ siêu nhân có 1cm vậy đó. Thiệt. Rồi. Ừ. Chào người này đi. Dễ quá mà. Xí cho mượn cái mặt cái coi. Để yên vị trí này nha. Hỏi thiệt nè. Sao còn sống mà úp hình đại diện chi sớm vậy? Thiệt. Úp gì có hôn đó. Cái mộ này của tôi. Ê, ông có sao ấy? Cái mộ này là tôi biết nè. Tôi biết cái mộ này nè. Lý do sao nè? Ông này trước khi ông chết, ông mê cho nội Dũng Nhí. Đó. Ông mới đưa hình của ông lên đây. Đó. Đúng không? Đúng không? Cái mộ này, cái hình này với tôi là một. Tôi nói rồi nha. Ông được hù tôi nữa nghe chưa? Bây giờ ông nói ông là ma đúng không? Ông thử ông biết một cái đi. Tôi mới tin ông là ma. Ông biết đi. Nếu cậu không tin, tôi sẽ làm cho cậu tin. Nếu tôi sẽ làm cho cậu tin. Giọng ai vậy? Nếu giọng ai vậy? Tôi sẽ làm cho cậu tin. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Hả? Giọng ai đừng có nhát tôi nghe chưa? Tôi sợ lắm chưa? Ủa? Ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Thấy ghê quá. Đi về. Không phải đi nữa, đi về. Đi về. Gì vậy? Mày vui không? Vui. Mất bà nó 3 năm tuổi thọ rồi nè. Ủa vậy? Tao giữ nè. Giữ cái gì? Ê, thấy tao giống, thấy tao giống siêu nhân Hồng không? Không, không còn thời gian giỡn nữa. Cái gì bây vậy? Giờ đi về. Hồi nãy tao thấy ông này ông lên ông nói chuyện với tao.
Ông đó, ông nói chuyện với tao trong cái mộ đó. Đúng rồi, tướng 1m1 đứng nói chuyện với tao. Hồi nãy giờ mày ở đây hả? Đúng rồi. Có ngủ không? Có ngủ. Chim bao đó mẹ. Trời. Đâu ra ma cỏ? Chúng tao bị quýnh vậy? Ma cỏ này mày bớt cái tính sợ giùm tao đi Nam. Không ơi, phải rõ ràng. Ông ở đây nè, tao thấy rõ ràng mà. Mày bớt cái nỗi lo sợ đó đi. Mình hiểu bây giờ tao với mày đứt đổi tiếng trên mạng. Mày quên là biệt danh của mình là gì hả? Song hùng liều mạng, nói là làm. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, anh em chúng tôi Song hùng liều mạng thực hiện rất nhiều phi vụ nổi tiếng khiến cộng đồng mạng phải xích xoa và ngưỡng mộ. Phi vụ đầu tiên, nhảy lầu cao vời vợi, kết quả bị gãy chân, nhưng bù lại được 1 triệu like. Hay. Tới phi vụ thứ hai, chúng tôi đua xe nhanh vùn vụt, kết quả là té xe, cái răng cà xuống mặt đường hô thêm 3 cm. Hình ảnh chứng minh. Hay. Dạ. Nhưng bù lại được 10 triệu like. Quá giỏi. Còn tôi có thể làm những chuyện mà thằng này không bao giờ làm được. Chuyện gì? Tôi làm một cái trò rất kinh khủng đăng lên mạng. Chuyện gì? Bấm chuông nhà ta bỏ chạy. 1 like. Cái khùng hả? Sao có 1 like vậy? Cái đó ai làm cũng được hết trơn á ba. Ủa gì sao tao nổi tiếng? 1 like tao like cho mày á. Ủa vậy hả? Thôi bây giờ tao không cần nổi tiếng nữa. Bây giờ đi về. Mày khùng quá. Mày sẽ nổi tiếng nếu mày làm vụ này cuối cùng với tao. Chôn sống tại đất nghĩa địa này. Tao với mày nếu thành công sẽ được tới 20 triệu like chưa từng có trên mạng xã hội. 20 triệu con người sẽ biết mình. Đúng. Và tao với mày sẽ nổi tiếng, sẽ được mời đóng phim, đóng quảng cáo và thi cười xuyên Việt. Dám làm không? Được. Tao làm. Chôn tao đi. Khoan. Hả? Cái khùng á. Mày nên biết ở đây linh lắm đó. Bây giờ mình phải lựa chỗ nào chưa có người nằm xuống để mình chôn sống mình lên, đúng không? Nhưng mà bây giờ tao mới nghe nghĩa địa bây giờ chỗ nào cũng có mồ, chỗ nào cũng mã. Bây giờ biết được chỗ nào có xương người hay không? Lỡ chôn chúng phạm người ta, người ta kéo mình đi luôn đó, hiểu không? Thì mình sẽ hỏi người ở đây. Hỏi bằng cách nào? Cầu hồn lên. Tao đâu có biết cầu hồn đâu. Mày để tao để siêu nhân Hồng giải quyết. Đó đó đi. Nè. Ừ. Bây giờ nha, mình phải cầu lên. Mỗi đứa một cây. Tập trung nha. Để tay lên ngực. Mày làm cái gì vậy? Tao kêu ma gì giùm mày đó. Tao không có mượn. Hù cái dân đàn ông ra ngoài luôn á. Mày bình tĩnh tao làm đi. Hey! Mày làm cái gì vậy? Vậy? Ai mới la vậy? Tao đó. Ôi mày làm tao bất hạnh quá. Thấy tao bất hạnh với mày quá. Để tao làm, đừng có nhái tao nữa nghe không? Để yên cái miệng tao đi. Không nghĩ đi. Bỏ đi. Sao vậy? Mày canh mày nhảy vô miệng tao không à? Hên là hô đó mà còn bị mày nhảy vô đó. Mày đàng hoàng giùm tao đi. Lại nha. Thôi bỏ công đoạn này luôn đi. Bỏ đi chứ tao vô cái lời khấn luôn. Mày nhấp là tao la đó. Xin cầu những linh hồn chết thảm hồn ấy đang ở cửu tuyền, mau mau hội ngộ tại truyền thông khang. Hồn ấy nửa tỉnh nửa mê, nửa trai nửa gái cũng về đây luôn. Hồn đi hồn nhớ. Hồn ơi hồn nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Ê không mà. Đi nè. Sao mày quýnh tao? Tao đang cầu cái khấn linh thiêng rồi đưa tục ngữ vô làm chi? Nó có dừng mà. Mày điên quá à. Cái gì vậy? Trời ơi. Sao nhiều người về vậy? Sao mấy đứa anh thấy có một người đứng bên kia nữa, là sao mấy đứa?
nó có hai cái đầu lận. Chắc dạ. là nó muốn kết nạp thành viên mới hay sao? Nó hợp phải đồng quản trị đó. Đừng có cho nó biết mình làm ma. Mình giả làm đồng loại. Mình giả làm đồng loại. Làm dấu, giao giống cho nhau không? Mấy đứa ơi, cái dạng ma này không phải ma thường đâu. Trời ơi, bây giờ cách tốt nhất bây giờ mình giả thành đồng loại của nó. Nó không có quất mình nha mấy đứa. Thảm thiết lên. Anh ơi, anh cho em hỏi, anh chết lâu chưa? Chết lâu rồi, chết lâu rồi. Tao chết lâu rồi. Tao mới chết. Cái gì vậy? Nói gì không á? Ủa, sao người chết trước chết sau vậy? Tại ông rút oxy trước tôi. Ủa vậy mà sao hai người dính nhau vậy? Tại vì chúng tôi chết trong lúc hai thân thể đang hòa quyện vào nhau. Cho làm vậy đi. Cho là vậy đi, mặc dù hơi nhột chút xíu. Anh, dạ anh đừng có nhúng em. Con mày. Dạ. Chết lâu chưa? Dạ em cũng mới chết. Vậy mình làm ma đừng hù nhau nha. Dạ em làm ma thiệt mà. Ủa mà sao mày chết mà chân mày không hỏng đó? Hỏng rồi nè anh. Nó bày bắp bới luôn nè anh. Ma thiệt đó. Nó ma thiệt rồi. Tính nợ ma thiệt. Ủa anh ơi, sao hai anh cũng không có hỏng chân vậy? Hỏi gì rồi, hỏi bạn thấy ngu không? Rồi rồi hỏng rồi đó. Cái chân lo lẫn luôn kìa trời ơi. Em tin rồi anh ơi. Mày đừng nhát tao nữa nha. Dạ anh cũng đừng nhát em nha anh. Vậy em chết thiệt rồi anh ơi. Em không còn dương chứng trên cuộc đời này nữa hết trơn á anh. Vậy được rồi. Ai cho mày có điện thoại xài vậy? Má em mới đốt cho em. Ê, coi có ai gọi vậy? Dạ, má em á. Má nó. Anh cho em nghe cái nha. Má hả má? Con chết rồi nha má. Con đang làm ma. Má tin nha má. Má đừng có gọi phiền con nữa, bể hết má ơi. Nói chuyện phiền. Tin con nha má. Ê, dạ. Làm như mày sống không được má mày tin phải không? Dạ, sao vậy? Mày để tao nói chuyện với má mày cho. Dạ không, má em không thích tâm sự cùng người lạ. Mày nghe tao nói nè, mày dạ. Để tao nói chuyện, bà mới tin mày chết, mày hiểu không? Chứ dạ. Mày nói gì bà không tin sao? Dạ để em xin phép một cái, má ơi. Có hai anh mà nói chuyện với má tiếp khách nha má. Hai mẹ con hề hước quá hả? Alo, tôi ma nè. Sao? Đúng rồi, con bà chết rồi. Tôi nói thiệt, nó mới nói tôi nó chết nè, nó mới dọn xuống đây ở hàng xóm chứ nè. Nó chết rồi. Má mình tự tử chết luôn rồi nè. Tao nghe rõ ràng. Tao nghe rõ ràng, bà đập đầu bà chết luôn. Anh đừng có xạo. Tao không có thiệt, bà mới đập đầu bà chết. Má ơi má. Cái gì vậy? Má em chết thiệt rồi. Wow, mới chết mà khỏi kèn đám ma luôn hả? Ba em trong đội kèn mà, để má em chết là ba khỏi liền à. Anh ơi. Gì? Anh cho em về. Em thổi tan má em cho tròn chữ hiếu nha anh. Thôi đi về đi. Dạ cảm ơn anh. Ê khoan. Dạ. Anh ơi đừng có nhát em, sợ mà anh ơi. Ý vậy là mày còn sống. Đó là người đó. Ô mày thổi tan mày còn sống vậy này. Mày hù tao vậy. Mày hù tao. Ủa tao giết người bằng phương tiện nào vậy? Đoàn phim thất thoát 1 tỷ đồng cộng thêm 100 triệu tiền hòm. Thấy ghê chưa? Thấy ghê. Bây giờ tao mày lột mày đi hù người ta chết đó. Dẹp cái suy nhân hồng vô. Cái gì vậy? Cho nó vô không? Tao là ăn cắp của mình thấy không? Đúng rồi. Bây giờ nè, sao? Hồi nãy biết sao mà cầu người sống lên không? Sao vậy? Mình quên thổi nến đó. Thổi nến cầu lại đi. Bây giờ cầu lại nghe. Nè. Bây giờ nhưng mà biết cầu ai bây giờ? Ai phải đủ linh thiêng lên đây thì mới chỉ mình cái chỗ nào mình cầu người được. Ở đây. Ai? Người chết rồi, người trong của. Mà mình biết ai đâu mà cầu? Cái người tiên phong chở trào lưu nói là làm này nè. Là ai? Công tư bán xe chai đó.
xăm mình, nhớ không? Tư, không nhớ. Một số kể cho nghe. Sao? Trời ơi, chuyện vui lắm mày ơi. Vui lắm. Sao vui? Không biết. Vui gì? Tự nhiên cái vui lắm, không biết. Kịch bản dặn sao nói vậy. Vui lắm. Ông Tư bữa đây bán rui chai. Ừ. Ma mày biết cười thế ghê không? Ai vậy? Bà mèo đó. Ừ. Bà mèo bà linh lắm. Linh lắm. Bữa đó ông Tư cũng đi mấy cây chai về. Ừ. Mà hên sao bữa được bán được mấy trăm ký. Ừ. Mừng quá vậy, mừng rỡ rảnh rỗi biết gì làm. Lên mạng đăng tattoo. Nếu tattoo được 1 triệu like, tôi ra đường Phạm Ngũ Lão nhảy từ lầu 4 nhảy xuống. Sống gan dữ vậy mày? Được 1 triệu like thiệt. Trời ơi, gì ông phải nhảy rồi. Phải nhảy thôi. Mà tính toán hết mày ơi. Tính sao? Bữa đó đúng 5 giờ chiều ông ra đường Phạm Ngũ Lão, đứng trên lầu 4 mà trước khi nhảy nha, gọi điện vận động các đại lý niệm tới lót đường Phạm Ngũ Lão cho ông nhảy. Trời đất ơi, cha nội cha khôn thiệt, có nhảy kiểu đó làm sao mà chết được. Chết. Sao lót kỹ mà còn chết là sao? Ông nhảy Phạm Ngũ Lão uổng nhất mà chúng sanh lót niệm Phạm Ngũ Lão gò dắp. Trời. Nghe chưa? Cái này cái chết này là cái chết lãng nhất trên cuộc đời. Đó, tại vì bên cung cấp, bên yêu cầu không hiểu với nhau đó. Đó, lúc đầu làm gì phải có hợp đồng rõ ràng chứ ai mà làm chứ. Đó, chết oan. Chết oan đó, oan. Đúng oan luôn. Ừ. Đây, cái mỏ mày nói chuyện dễ thương ha. Ừ. Ê, nghe hàm răng coi. À. Ừ, hàm răng này chắc là đánh răng hao kem lắm ha. Tao sửa mỏng cho nghe. Sao? Bữa về nói má, má ơi, bạn con chê con hô, má chân tiền niềng răng đi. Ừ. Má nó hỏi, ủa sao vậy má? Má để hàm răng cặp cặp nát nhàng đây nam. Trời ơi! Má mày biết tao chửi mày luôn hả? Biết luôn. Ghê vậy? Ừ, bà nói bà không bình chọn cho mày đâu. Quá, bây giờ nè, cầu, cầu ông dây chai lên liền. Đúng làm rồi. Cứu này đi, cho cầu ông này. Tư dây chai lên. Ông Tư dây chai lên. Bây giờ cầu nghiêm túc nha. Ừ. Ờ đúng rồi. Cầu người chết mà linh phải có vật linh thiêng. Mày có không? Có chứ. Ngồi đây đi. Ừ. Cầu đi ngang. Ừ. Cái miếng giải liệm của ổng nó tăng cấp đó. Bây giờ mình cầu nha. Ừ. Tập trung nha. Ừ. Hồn ai ở chốn linh thiêng, nương theo lời khấn hiện liền về đây. Hồn ai ở nghĩa địa này, nương theo câu khấn ra đây chuyện trò. Cái gì vậy? Bye. Ông về kìa. Ai nhớ trời biết đất người để mà ông. Dự ơi, thấy ghê quá Dự ơi. Ông Tư ơi. Cho tôi. Tư, ông Tư. Ông mới đi qua đây mà. Tôi con muốn chôn sống tụi con ông Tư ơi. Được rồi. Để mọi cái gánh gánh này chỉ cho hai thôi. Tao với mày phải chôn ở đây nè. Tao phải chôn sống mày ở đây. Phải chôn làm liền. Làm liền đi. Đó của ai cậu. Cho sống lên cái ổng linh quá mày ơi. Chôn liền đi. Không có người nằm dưới đây đâu. Bây giờ chôn đây con. Đúng rồi, chôn liền. Mày vô đi. Mày lấy cái sẹn ra. Đào lên. Đào lên chôn xuống. Cùng á, tao chôn mày, tao là người đào mày chứ. Không, nhưng mà mày để tao lên chôn xuống đã. Để tao đào nước đã. Dừng lại. Ai vậy? Trời chạy đào tới tao. Dừng lại. Cái gì là má tao mày ơi. Má mày đâu mà má mày không biết nữa. Không, chôn má tao. Ê má mày kìa, má mày chôn thiệt kìa. Đừng nói tao đây không, tao chạy, tao trốn không. Con làm cái gì vậy hả Nam? Bay muốn má bay chết, bay muốn vừa lòng đúng không Nam? Con xin lỗi má. Bay dại, bay khờ lắm mày biết không Nam? Bay tệ lắm mày biết không Nam? Má à, má lớn tuổi rồi,
máu của chị hiểu. Bây giờ cái thời đại tụi con, thời đại gì? Tụi con trên mạng, tụi con là những thanh niên nói là phải làm. Má hiểu không? Bây giờ 20 triệu con người đang like con, đang muốn chia sẻ hình ảnh con chôn sống con. Má phải để con làm chứ má. Rồi lúc đó con nổi tiếng, má hiểu không? Con sẽ có nhiều tiền con lo cho má. Con tôi nó muốn nổi tiếng. À Nam, giờ thì con nổi tiếng rồi đó. Giờ thì ai cũng biết thằng Nam con tôi vì chơi ngông mà chết thảm. Má nói cái gì vậy má? Không, không. Mời, con vẫn còn sống mà má. Mời con là má, mời nhìn con đi má. Má nhìn con là má. Không, cái gì vậy? Tôi vẫn còn sống mà. Tôi vẫn còn sống mà. Cậu chết. Không, tôi chưa chết. Cậu chết thật rồi. Cái gì vậy? Tại sao mọi người lại nói vậy? Tôi vẫn còn sống mà. Hai ngày nay tôi gặp ông, tôi vẫn còn sống mà. Tại sao ông nói vậy? Câu chuyện thật sự của hai ngày nay là Nam. Cái gì vậy? Tới giờ live stream rồi. Đúng 20 triệu like rồi. Chúng sống mày. 20 triệu rồi hả? 20 triệu like rồi. Ừ, chôn đi. Nè. Quá trời like luôn. Live stream. Chôn tôi đi. Chôn liền đi. Tôi chôn sống đi mọi người. Tôi chôn sống bạn tôi nha mọi người. Đại Dự ơi. Xẻ cái đây nè. Nhìn lên. Nhanh lên Dự. Mày đắp vô mặt tao nè. Mày nằm xuống đi. Đây. Tôi đang chung sống và hàng tôi đó mọi người. Thấy không? Láng lên đây Nam. Được nhiều like lắm Nam ơi. Tim quá, tim luôn. Thôi mình chờ nó tiếng Nam. Tôi đang chung sống và hàng tôi mọi người. Thấy tôi không? Tôi chạy xuống xíu nè. Tôi đang chung sống và hàng tôi nè. Tự nhiên hết pin nè. Nam, tao mày nổi tiếng luôn Nam. Quá trời like luôn. Vậy Nam, vậy. Nam mày dậy đi Nam. Dậy đừng có chết mà Nam. Nam ơi. Nam ơi, dừng lại đi con. Về với má đi con. Đừng làm mấy cái trò ngu ngốc đó nữa. Về với má đi con. Má xin con Nam ơi. Về đi con ơi. Không, con là gì hết. Tại nó muốn chôn sống mà. Không biết gì hết á. Không phải tại tôi mà. Tại sao con khờ dại như vậy anh? Con xin lỗi má, má ơi. Như tôi thấy bạn cười hết ga luôn và khóc tiết mục này, bạn cảm nhận như thế nào ạ? Đầu tiên em xin chúc mừng anh Lê Nam đã có một tiết mục xuất sắc. Cái tiết mục này em cười muốn chết luôn á, em rất là thích luôn, và cái chủ đề và cái nội dung của nó làm cho em cảm thấy nó rất là mang tính thời sự. Những cái vấn hiện tượng xã hội này làm cho rất là nhiều người phải đau lòng và đắng lòng và cảm thấy nhiều khi rất là bức xúc. Khi mà coi em cảm thấy trời ơi như vậy nè, không biết là mấy cái người đó có xem được hay không, và em cảm thấy rất là
Em rất là ngưỡng mộ tiết mục này. Và riêng về anh Lê Nam, em cảm thấy bữa nay anh duyên dáng vô cùng tận. Cảm ơn anh. Thật sự là khi mà nghĩ rất là thích. Tại vì đó là một cái thông điệp hiện nay tất cả các giới trẻ các bạn đang dướng vào. Đó là tức là sống vào thế giới ảo mà chúng ta quên đi cái thực sự của chúng ta. Cuộc sống ta đang cần gì, chúng ta muốn gì, và những gì là giá trị thật chúng ta cần phải đạt đến trong cuộc đời này. Chúng ta quên đi những điều đó. Và đây là một cái đánh động và những giới trẻ các bạn. Mong rằng các bạn sẽ hiểu được trong cuộc sống của mình những cái gì mình phải giữ, mình phải trân trọng, để lúc đó mình mất đi rồi không bao giờ mình có được. Trước tiên là cảm ơn Hồng Trang trước. Tại cảm xúc người mẹ rất là tốt, quá hay. Và anh thích cái câu thoại mà của người mẹ nói với người con, tức là con hứa với má cái này, cái này, cái này. 100 điều con hứa con chưa làm được một điều, mà chỉ một điều con hứa với người khác thôi mà con làm. Thực sự là trong cuộc sống chúng ta đôi khi có những lời hứa mà cả một cuộc đời chúng ta không bao giờ thực hiện được cho cha mẹ. Tôi thích cái ý tưởng của các bạn, tôi thích cái nội dung của các bạn đưa ra. Những cái nhẹ nhàng thôi cũng làm cho cha mẹ mình đau rồi, chứ huống hồ gì bỏ luôn cả cái xác mà cha mẹ mình đã sinh ra mình và dưỡng nuôi mình. Ngày hôm nay thật sự ra là Lê Nam thay đổi, em thay đổi, và anh tin tưởng rằng với cái sự cố gắng nỗ lực cộng thêm cái sự hỗ trợ từ cố vấn cho em, hiệu ứng của sân khấu rồi, thì em sẽ làm được nhiều cái hơn nữa, bùng bật hơn nữa, và em thoát khỏi một cái Lê Nam mà từ xưa tới giờ anh em mình thường hay gặp. Chúc mừng Lê Nam. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, và xin một lần nữa chúc mừng cho nghệ sĩ Lê Nam. Đào chạy xe ôm, ai quen hay chưa biết chớ thèn thùng. Những lúc thấy thật cần, đào sẽ chạy tới ngay. Mời vàng lên xe, xe của tôi xe thật êm, đi đến muôn phường không cần lo chi tiền thêm. Khi bước lên xe đeo giùm tôi cái nón bảo hiểm, bạn cứ yên tâm tôi về đây lướt và bay. Chỉ cần bạn nói nơi bạn đến, nơi cần đi, bạn muốn ăn gì, cơm sườn cây, bún bò kho, tôi sẽ giao ngay cho bạn ăn, cho bạn no. Gọi cho tôi ngay, gọi cho tôi ngay. Xe ôm công nghệ kính mời. Đi chỗ tôi đang làm ăn mà. Ê, có khách. Alo. Alo. Anh vừa mới bút xe em đúng không? Đúng rồi chị. Cái địa chỉ là 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp phải không? Rồi đúng rồi đó. Rồi anh đợi chút xíu em đến em đón anh liền nghe. Để giùm tôi nha. Dạ. Ôi Dương Mến. Em đi liền. Ôi. Cái gì vậy? Đi chị ơi. Xuống. Trời đất ơi, xe người ta có khách mà. Xe em đặt mà. Trời đất, cái mày nghĩ lì thì xuống. Cái xe này em đặt nè, chị nhìn nè. Ủa? Em chạy 2 cây số từ đằng kia chạy lại đây. Ủa vậy hả? Rồi. Sao anh không đứng yên chỗ đi, em để em đón cho. Không, bây giờ em chạy ngược lại chị đón em nha. Ai làm vậy? Rồi, đi gấp giùm em chị ơi. Cái gì đâu mà gấp. Gấp cũng phải đội nón bảo hiểm chứ. Only can you make me cry. Cha nó bị gì đó? Ca sĩ Tăng Phúc. Phải rồi chứ gì, mê lắm á. Cả xóm của tôi ai cũng nghe nhạc Tăng Phúc hết trơn á. Nhất là mấy cái dịp đám á, đám hỏi nè, đám cưới nè, đám ma nó cũng mở được. Đám ma nó mở cái bài Nói Đi Là Đi đó. Hay lắm. Cái chỗ mà xe ôm công nghệ của tôi á, ai cũng mê Phúc hết trơn á. Bây giờ tôi mà điện lại tụi đó bu lại đó chụp hình. Chị. Thật ra em không phải Tăng Phúc. Tăng Phúc đâu có bị méo mỏ đâu. Méo nè, mình méo, mình ngắt mới méo. Xui. Đẹp trai mà không méo miệng làm ca sĩ đâu. Đi lên. Hey. Rồi đi gấp mẹ mày chơi. Trời ơi, từ từ. Giống hệt chưa. Vậy mà đó không phải Tăng Phúc mới tức chứ. Em nghe điện thoại chưa? Dạ alo. Ủa em tới đâu rồi? Dạ gần tới rồi anh ơi. Cái gì gần tới, mới leo lên xe chưa được 2 phút nữa. Trời đất ơi, bây giờ mới leo lên xe chừng nào em mới tới? Anh đợi chút, em cho anh coi video call nè. Chị nói em gần tới chị. Mới lên xe 3 phút bà. Nè, tranh thủ giùm anh đi, Tăng Phúc ơi. Hả?
Dạ. Trời đất ơi, tôi nói mà Tăng Phúc mà, trời ơi, bao nhiêu năm theo dõi trên fanpage mà kết bạn Facebook mà đâu cho đâu. Mình kết bạn với nhau liền đi chị. Nè nè, mình kết bạn nhau liền. Đây đây, cô gái mét 2, mẹ trai mét 8 chứ. sẵn xin chụp hình luôn được không? Dạ được, dạ được. Tôi sẽ gửa ra 9-12. Tôi đi gắn như này nè. Đó, cái tôi lộng khung. Có tôi thay bông mỗi ngày nha. Ban ngày chạy là bình thường, ban đêm tôi sẽ mở đèn, cái màu đèn nó dạ vô mặt của thằng Phúc. Trời ơi, mọi người nhìn vô, mọi người sẽ biết tôi đang tưởng nhớ thằng Phúc đã từng đi xe ôm của tôi. Lên xe. Thằng Phúc ơi, thằng Phúc hát tặng tôi một bài được không? Khi thế giới mất đi một người. Hai đứa mình đang đi xe chung á, vậy đứa nào mất đứa nào còn. Ý em á là một lát nữa là em tới chỗ diễn á, em vô em diễn thì còn chị ở đây nè. Dạ. Kệ, ca sĩ muốn nói gì nói. Dạ. Chạy tiếp. Dạ, gần tới chị cho em xuống này đi. Ủa đâu, khoan. Đừng chờ anh nữa, hãy quên anh, hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sao sẽ chấm em được năm sao. Anh ơi, vậy nhớ chấm năm sao cho em nghe. Dạ. Cái gì vậy trời? Alo. Hả? Thiệt không? Phải tụi nó không? Mày gửi hình qua cho tao liền. Canh me ở đó tao qua liền. Chết gì vậy tao? Cứu người đi, cứu người đi, cứu người đi, cứu người đi. Cứu người đi, cứu người đi, cứu người đi. Bác ơi, bị cái gì vậy hả bác? Bị xẻo á, chồng tôi bị xẻo á. Ôi trời, bác trai bị cái gì mà bác gái xẻo lên, xẻo lên. Không, không có phải là bị xẻo, mà bị xẻo là vậy nè, bình thường. Đó, vậy đó là bị xẻo á. Trời ơi, đứt luôn sợi dây chuyền người bác. Cứu người đi. Nhưng mà bây giờ con đang có chuyện gấp lắm bác ơi. Gấp hả? Dạ. Chuyện gì mà chưa gấp? Không, con gấp hơn, con có chuyện gấp hơn. Chuyện này phải gấp hơn mới được hả? Rồi. Ê, bác ơi bác. Tôi gấp đâu ông lại rồi đó, đủ gấp chưa? Không, ý con phải làm vậy. Ủa, vậy là chưa đủ gấp hả? Rồi được, để tôi gấp kiểu khác. 2-3. Gấp kiểu này đủ gấp chưa? Dạ đủ gấp rồi đó bác. Bác ơi, cái này là gấp lắm nha bác nha. Vậy cứu đi. Đương nhiên phải cứu rồi, con đã điện. Con điện cho 114. Ủa, đâu trái nhà? Quên. 1080. Kể chuyện bé nghe hả? Trời ơi. Nè bác ơi, bác đừng có lôi như vậy. Bác phải bình tĩnh lại, bác lôi gì bác trai chết bây giờ. Con nhớ rồi, 115. Nè, cái bệnh này là mình phải sơ cứu trước khi bệnh viện mới được đó bác. Có, hồi sáng là ở nhà là có hô hấp nhân tạo. Hô hấp xong á là ổng xỉu tới giờ luôn. Ủa sao vậy? Tại vậy nè. Dạ. Trời ơi, túi vậy? Ừ. Ủa, trời ơi, nguy hiểm lắm nha. Cứu, chồng ơi. Không, để con sơ cứu cho. Ừ, chồng ơi. Trời ơi bác ơi. Hả? Đứng chồng rồi. Đứng chồng? Ủa chồng tôi nằm mà. Trời ơi bác ơi, có nghĩa là con mắt bị đứng chồng rồi, phải sơ cứu. Dạ. Chưa tỉnh đó bác ơi. Vậy giờ sao chồng con ơi? Con bác kêu coi. Hey. Hey. Chồng ơi, cô giết chồng tôi. Đập phụ. Ủa chồng, thấy ghê chưa? Ủa chồng tỉnh rồi. Thấy chưa? Dạ. Tôi giết nè. Bác trai sẽ nhìn bác gái. Rồi nhìn tất cả mọi người. Mọi người ơi. Nhìn thầy Minh Nhi. Thầy ơi. Rồi chết. Cô giết chồng tôi. Bây giờ bác muốn cứu hết bác không? Cứu ổng đi. Con có cách rồi, bác phải bình tĩnh thôi. Chiêu này mới hay nè bác. Hey. Đó, tỉnh. Tôi rồi. Con giết vợ tôi rồi. Bác bớt ồn lại, bình tĩnh lại bác. Cô giết chồng tôi. Hey. Em có chịu được bao lâu nha? Hey. Ủa hai bác lên lật đật nha hai bác. Trời đất ơi, ủa bác trai bị
cái gì vậy? Mới xạ chị. Trời ơi à, con biết hai bác rất yêu nhau, nhưng mà hai bác khờ quá à. Trong tình yêu á, mình có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, nhưng mà những cái lúc nguy hiểm mình phải tách nhau ra. Không có tách được. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, muốn buông lắm mà buông không được. Cô thấy vậy đó chứ, từ tôi mới cưới nhau ha. Hai bác cưới nhau bao lâu rồi? 101 năm. 101 năm? Ừ. Vậy là hai bác bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi bà? 102 tuổi. 102 tuổi? Ừ. Thôi, vì mà nãy bác gái rất khỏe nha, bồng bác trai lên vai nè, nhảy tưng tưng tưng. Đó gọi là sức mạnh của tình yêu. Vì tình yêu chúng tôi có thể làm những điều phi thường. Em yêu anh, anh yêu em. Chào miêu miêu miêu. Con nghĩ là hai bác rất là hạnh phúc. Con chúc hai bác mãi mãi bên nhau như vậy. Cảm ơn. Xin con chào hai bác, con đi làm. Ừ, rồi. Mẹ dễ thương quá. Dạ. Ủa đâu có được con gái, không được không được. Chở hai bác vô bệnh viện giùm đi con. Ủa hồi nãy là con nghĩ là bác xỉu thì con chở đi bệnh viện. Con giờ bác tỉnh rồi, con có chuyện gấp lắm. Trời đất ơi, cái này mới gấp hơn nè con ơi. Ủa này là bị gì vậy bác? Trời đất ơi, nhân kỷ niệm 101 năm ngày cưới. Dạ. Này bác vui quá, xi ma xi mấn vô nó biểu đút vô cái thùng đi. Mà quá trời thùng, đâu có biết thùng nào. Cái tôi kêu bác chọn đi mình. Thì tôi thích màu đỏ, nó tượng trưng cho tình yêu. Cái lại cái tôi thọc vô, tôi rút ra mới phát hiện đó không phải là thùng keo sáp. Ôi là thùng gì bác? Keo dán sắt. Ôi trời. Không lẽ đây sẽ là năm mồ chôn của hai đứa mình sao bà? Rồi mồ chàng đã được ta cành nàng như lời xưa thể ước. Con cháu đồng lập mồ, xả tan đi về. Quang hai ba ba. Trời đất ơi, cái đầu của bác nha. Con để ý cái đầu của bác nha, bác làm gì đó? Bác đá nắp hồn đó con. Trời đất ơi, thôi hai bác đừng có cực nhọc như vậy nữa. Con có cách rồi, mà nãy giờ con giỡn với hai bác thôi. Nó có cách kìa, nó giỡn thôi, bây giờ giúp đi con. Con sẽ chở hai bác đến bệnh viện rồi con đi công chuyện luôn. Ừ, vậy đi, đi từ đầu xe. Này. Thôi lên bác hai. Rồi rồi, để tôi. Ố ghê vậy. Con bố đó trời. Mình lên đi. Ôi mình ơi, chạy xe vậy tôi nhớ ngày xưa lúc mà ông chở tôi về quê đó. Sao mình? Anh ơi đô thành, để em sống không quen. Không quen, không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Vui 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 chưa? Chưa vui. Sao không nhào tới? Đó. Ôi da. Đứng hình mất 5 giây. Ôi da. Cái gì vậy con? Đau bụng. Nó đau bụng ông ơi. Nó đẻ. Bự bự lắm rồi. Ơi. À, không phải. Đi nó gấp. Con mắt vệ sinh quá. Rồi rồi rồi, hai bác ngồi yên ở đây nha. Ừ. Rồi cái. Ủa? Hai bác ơi. Hồi nãy tôi chở hai người mà. Trời ơi. Tôi gặp ma. Hai bác ơi. Con đâu có làm gì. Hai bác nhát con. Tao làm gì nên tội nên tình. Mà mày quất một cái nằm xảy ra giữa lộ vậy mày. Con làm vậy bao giờ? Có cãi kìa ba. Mày không tin thì xem là đoạn clip vừa rồi. Hai bác ơi. Ơi. Hai bác ngồi yên nha. Ừ. Nó cái đoạn này nè. Cái đoạn này nè. Mày làm cái chân xuống. Mày làm cái chân. Mày làm cái chân. Mày đòi nó ngồi yên nè. Mày đòi nó ngồi yên nè. Mày đòi nó. Giúp không giúp. Ui da, ui da. Sao vậy con? Không, con. Cái cơn nó chưa dứt luôn bà ơi. Vậy đi lẹ đi, lẹ đi. Hai bác coi xe giùm con. Coi chừng nha. Ở trong này á, vắng lắm đó. Sợ lắm con ơi, vắng quá. Ừ. Con ghim chìa khóa đi mà đạp. Không chưa. Tại sao? Nhanh lên đi. Con đạp nó xe không làm được nữa. Không em, mày đừng có tự máu, nó không làm được. Mà nó đạp xe nó không biết làm kìa mày. Mày mở chìa khóa lên. Trời ơi, bao nhiêu đó tao không biết. Cảm ơn biết nha. Gì hết trơn. Rồi mày chạy xe đi đâu vậy? Đi bán chứ đi đâu, mày lên lẹ đi, hỏi nữa. Ồ, đi bán hả? Hay ta. Ê. Con gì vậy ta? Trời ơi con ơi, lẹ lẹ đi. Nó tới tim rồi, mệt lắm con ơi. Tụi mày nói đi. Tụi mày là ai?
Nếu các người đã thành tâm muốn biết thì chúng ta cũng sẵn lòng trả lời. Để có tiền xài mà không cần giúp giả, để có tiền xài mà không cần phải live stream. Mọi người ơi, mọi người ơi, chúng tôi là những nhân vật phản diện đầy giải trí và quán quân mùa rồi. Tôi ăn cướp một, tôi ăn cướp hai, chúng tôi là ăn cướp. Con cái là bắt cướp. Tôi bây giờ tụi bay còn trò gì nữa, xô ra đi. Không giỡn mặt với em nữa, lộ diện đi. Lộ diện gì? Tao chơi bài ngửa với mày nè, bây giờ mày có đưa không? Đưa đây cho tao. Qua đi lấy. Thôi lát tao vô tao xử thằng mắt cấp sao. Nó nói nó ghim chắc lắm. Đó, đưa đây. Trời ơi, cái con này. Mày luôn đó. Hey, cha. Ê, xế mày làm gì tao? Tao đá mày á. Muốn đá tao đúng không? Nè. Sao? Ghê quá. Con này phải tao kỹ nó mới được. Mày, ây da, trời ơi. Bây giờ mày nói đi, thua chưa? Thua. Tao chính là hiệp sĩ đường phố. Wow. Tao đã theo dõi tụi mày rất là lâu rồi. Wow. Tại sao đi ăn cướp? Chị ơi, tụi em ăn cướp là vì hoàn cảnh. Hoàn cảnh gì đi ăn cướp? Để em có tiền. Có tiền để làm gì? Đổ xe. Đổ xe để làm gì? Đi ăn cướp. Mày. Hả? Mày bị bắt là đúng. Còn thằng này. Đúng rồi, nó bị bắt là phải. Còn em tội lắm chị ơi. Tội em gì? Ăn cướp là cũng vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh là câu slogan của tất cả thằng cướp. Hoàn cảnh gì? Hoàn cảnh em nó khắc nghiệt lắm chị ơi. Nói. Em ăn cướp để em có tiền em trả nợ. Nợ gì? Em sửa mũi. Mày sửa quá cao rồi. Thì đó. Nó giả chân. Đi anh nghe. Em người ta 4 lần rồi. Sửa 4 lần rồi. Chỗ người ta đang nói chuyện mà. Em. Mày ném nó giùm con. Bớt giỡn lại. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người cao to dạm vợ nhưng mà không đi làm. Đó là tụi nó. Đến nơi tụi nó cần đến. Ủa, chồng đâu? Chồng đi làm. Chồng đi làm với ai? Chồng đi làm với đối tác của chồng. Ủa vậy ha, rồi chừng nào chồng về? Tí xíu nữa chồng về. Vậy ha, rồi chừng nào chồng đi? Chồng thì tí xíu nữa chồng đi luôn. Sao chồng, chồng kỳ vậy ha? Ê, khét rồi, khét rồi, khét, khét dữ rồi. Đó rồi, khét dữ rồi. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Đây là... Rồi các kho tổ. Đứng, đứng, đứng im. Khét dữ rồi. Đứng im. Ba không thương con. Đến nhất. Đến nhất. Ba thương. Con của ba, ba. Không, không, chém. Chém hò, chém hò, chém hò, chém. Chém hò. Mày nuốt cái cục tức vô. Xả cục tức ra. Tưng tưng vậy hoài rồi chồng con nó chán con rồi sao? Trời, thù lao quá. Bình thường, con với chồng con rất là hạnh phúc. Phải không? Trời trời, chồng con mê con cỡ luôn á. Cỡ luôn á? Mê một cây. Ê, ê, sao sao hay quá, hay quá. Hay không? Hay. Bà biết sao không? Sao sao, kể bà nghe. Mỗi lần mà chồng con đi làm về nha, con sẽ biến hình. Con không làm người vợ cơ bản nữa. Ê, sao? Con làm người vợ phức tạp. Hay quá. Đi ghê chưa? Sao làm cho ba coi? Trời ơi, con diễn hề cho chồng con coi đó. Con gái ba là number one, number one, number one. Làm cho ba coi đó. Vui chết luôn á. Nôn diễn lắm luôn á. Làm cho ba coi. Bây giờ ba bình tĩnh nha, ba ngồi xuống. Đây, 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 đây. Chồng con đi làm mới về nha. Làm mới về. Chờ chồng đi làm mới về. Trời ơi. Rồi xin hả, xin hả, xin hả. Chồng về là phải cởi áo cho chồng. Cởi áo cho chồng. Trời ơi, hay quá vậy ta. Chồng phản ứng sao? Chồng phản ứng sao? Cười thôi, hai đứa cười thôi. Tiểu phẩm hề mà. Diễn xong rồi cười thôi là xong rồi. Đâu có ý nghĩa gì đâu ba. Hiểu không, hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu. Đó, rất là nhân văn. Nhân văn, nhân văn. Chưa hết, chưa hết. Chưa hết nữa.
con còn ca hề cho chồng con coi nữa. Trời ơi, gái bà tập kỹ quá, làm cho ba coi đi nè. Ngồi xuống bình tĩnh. Xuống. Chồng con về đứng đây nha. Đứng đây. Anh có yêu em không? Hay quá. Con về nhà với em không? Hay quá. Gà chồng phản ứng làm sao? Chồng lên gói con luôn. Ê, sao mà lên gói con? Tại bài này dở. Cái bài này hai vợ chồng con đều đánh giá là rất dở. Thế là tao vừa cười luôn đó. Không phải, tại chồng con lo sức khỏe của con, tại con mới đẻ xong. Chồng con hả, ảnh rất là yêu con luôn á. Thao tác gì đây? Đâu, mỗi lần chồng con với con nói chuyện á, là hay thể hiện những cái tình cảm gì với nhau lắm. Quái lạ. Thiệt. Rồi, mỗi lần hai vợ chồng nói chuyện là phải thao tác ta chân gì cho nó rối vậy hả con ha? Thiệt là tao không nghĩ ông trời ông ban cho tao một đứa con mà quái lạ như mày luôn. Thiệt, hai vợ chồng vừa nói chuyện mà vừa làm cái động tác này cười chết vậy luôn á. Đó là cái tình cảm gia đình đó con á. Không phải đâu, hai vợ chồng con vô cùng là hạnh phúc luôn á, bà hiểu không? Không, bà cũng ráng làm theo con. Không phải, cái này là phải yêu thương nhau thật lòng mới làm được. Nhưng mà ba thấy vậy là vui lắm á con. Đôi lúc ba lên đây thăm con ha, rồi ba thấy cái cuộc sống của con hạnh phúc gì, hai vợ chồng hòa nhã gì, hai vợ chồng hoạt bát gì, mệt dữ lắm mệt nhưng mà ba vẫn cố làm với con. Quái lạ. Ai đây? À, dạ cháu là shipper ạ. Được coi kiểm tra coi, tại vì nếu mà sai cái loại tả là mặc vô vậy bị hâm lắm, bác sĩ hay nói vậy lắm á. Ba nói cái gì bác sĩ nữa? Gì? Bác sĩ, mời bác sĩ ngồi. Bác sĩ ngồi đi, kệ ba em. Ba ngồi xuống đi. Con nói chuyện với bác sĩ xong, con sẽ nói chuyện với ba. Nhất trí. Bác sĩ em biết là ngày hôm nay bác sĩ tới đây, tức là cái vấn đề của ba em nó đã quá quan trọng rồi. Ba em có vấn đề gì hết, bác sĩ nói cho em nghe đi bác sĩ. À, khoảng từ em rối quá. Mày làm em cái gì? Mày làm em cái gì vậy? Không mấy vậy nè. Bác sĩ gửi mail cho em đi. Nào em rảnh này em về em kiểm tra mail em trả lời bác trời sĩ nha. Ơi, cô bình tĩnh đi. Thực ra thì ba em không ổn đúng không? Ê, ba em không ổn đúng không? Thôi bác sĩ về đi. Chuyện này để em nói chuyện với ba. Đi về đi. Đi đi mà. Ba. Ba kia. Mẹ mất rồi. Còn con với ba thôi. Ba biết mà. Có vấn đề gì ba phải chia sẻ với con chứ. Chia sẻ luôn. Là ba không kiểm soát được. Kiểm soát được. Không ai kiểm soát được phải xài tả hết bà. Mày cho. Cái tả này là cho con của mày. Cầm cái tả, trả tiền cho shipper, đừng có khùng nữa nha con. Là con đặt á hả? Ừ, con đặt mà con quên. À, dạ cô ơi. Tiền của em nhiêu vậy anh? À, 200 à. Anh có yêu em. 200. Thôi em gửi tiền. Thực ra em có gia đình rồi, em hay từ chối những người đẹp trai lắm. Dạo này con làm sao á Phước, ba lo cực kỳ luôn. Con bình thường. Không, con sống với nghiệp sống này đương nhiên con không bình thường. Không, con bình thường. Con không bình thường. Con bình thường. Con kêu ba làm gì? Bằng ba. Ờ. Trời ơi. Ôi chết bà ba ơi. Nãy ai á chứ không phải bà ơi. Đó. Mày tào lao sao á. Tập trung. Nhanh nè. Ôi, màu nhiệm quá. Sao lúc nào mày cũng biểu cảm lố hơn ta hết vậy Phước. Tập trung lần nữa. Kiềm chế là con. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Kiểu cái trò này nó cái miếng này không vui nha con. Từ bỏ nha con. Con thấy vui mà ba. Ba thấy không có vui. Con thấy vui. Mày chào cả nhà, đi làm mới về. Chồng đi làm mới về. Về hồi nào? Ừ, về từ lúc ba làm. Anh ơi, em yêu anh. Nhưng mà anh làm cái đó không có vui. Ủa, ba vô mất tiền rồi. Ba đi đâu? Ba ơi. Ra đây đi ba. Có gì đâu ba ngại. Mấy cái chuyện này là chuyện bình thường. Nhà này nó vậy đó ba. Khi nào mà không có mấy chuyện này á, nó mới là bất bình thường đó ba. Con mới bất thường á. Ủa, gì nữa? Con nghĩ làm sao vậy? Dạ. Chồng mà vô tâm như vậy? Hả? Cái gì? Vợ của ở nhà nó chuẩn bị hết cái này cái kia để con đi làm về mệt mỏi. Nó chào mừng con về cho vui vẻ hòa nhã gia đình. Bài ba. Cái cảm giác của ba bây giờ là cảm giác ban ngày. Còn cái cảm giác của con á, lúc đó con đi làm về lúc 12 giờ đêm. Mới làm về hả? Chưa mới làm về hả? Quen thầy không? Gì ba? Trục nó đi. Con gái của ba đó ba. Quái lạ. Nhưng mà cũng con cũng không có gì được. Sao? Nó làm vậy thì con không cười thôi, mắc gì lên gói nó bẩn bẩn chứ con. Đó lại là một câu chuyện khác.
Anh có cảm không vậy? Ơi, cảm các bạn. Ê, khoét từ từ. Mày buông ra, biết mày buông ra. Mày kết một đòn chí mạng kết liễu nè. Đó nhiều lắm bây giờ. Ơi, sao mày? Ba, mày buông ra coi coi mặt mũi nó là ai nè. Trời ơi, ba ơi, dám vô nhà chết rồi chết. Trời con gái. Đỡ nó vậy, đỡ nó vậy. Đó là cảm giác của con. Ơi em ơi. Chùm mền đi, kiểu đó có ngày chồng này mày nó giết chết mày Phước ơi. Không phải đâu, không phải đâu. Ôi sao không con? Không, con bình thường. Đó, mày thấy chưa? Mày thấy con vợ mày chưa, tội nghiệp chưa? Dù gì phải chiều nó một cái chứ con. Chiều chứ ba? Ừ. Con chiều vợ con dữ lắm luôn đó ba. Chiều sao? Con không chiều vợ con á, con sợ vợ con nó buồn. Mà con chiều vợ con á, ngặt nổi con bị liệu. Vô gặp sếp con. Chào sếp. Em có một vấn đề này. Em muốn thuyết trình với sếp. Không biết là sếp có đồng ý hay là không. Rồi sếp mày nói với mày làm sao? Đuổi luôn. Con thấy hậu quả chưa con? Nhưng mà không phải. Nếu mà nó không có chào kiểu đó bây giờ hên hên làm giám đốc luôn á con. Đó. Nhưng mà nhưng không không con bình thường, em bình thường. Em không không em mới cạn hiểu không? Dạ. Và bây giờ nhân dịp hai vợ chồng hòa thuận rồi ba mời cả gia đình đi ăn cho nó vui. Đi ăn ba. Ba ba từ từ ba. Cô vô ẵm con, ẵm con. Ờ đi ẵm con đi em. Lấy xe mà chở ba vòng Sài Gòn. Rồi rồi, để con đi lấy xe liền. Ba ơi. Con cái máy giặt con. Bỏ con mà vô máy giặt hả? Không phải. Con ngủ bình thường. Con ngủ bình thường, cái máy giặt chạy bình thường. Mày la nó làm gì? Giỡn. Ô la lu. Heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. You ain't even here to party. Can in the club tryna pat you 'cause they hope I show. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. Bận cái bộ đồ này. Tự nhiên bày mấy cái trò như bận đồ nữ sinh rồi kêu là phải ngây thơ trong sáng. Trời ơi không hiểu luôn, bà bị gì á? Nói cái gì đó? Woo!
always give him. Đàn ông bây giờ á, họ không có thích là phụ nữ sổ sàng. Dạ. Họ chỉ thích á là nhẹ nhàng. Bởi vậy mà nè con à, má nói chuyện với con á, đặc biệt là con nha, khách họ phàn nàn về con lắm đó. Mà má nói chuyện với mày làm ơn tôn trọng hóa vô một cái. Mày đứng mày nhai cái giống gì vậy? Mày làm cái gì? Con đâu có nhai cái gì đâu má. Mày làm gì đó? Con làm gì cho nó phong cách. À, phong cách hả con? Mày vừa phải phải thôi nha. Má nói với tụi con rồi, mình á là bất cứ khách nào á, mình cũng phải tiếp mới moi tiền được nè. Người ta mới đưa tiền cho má, má mới có tiền, má nuôi tụi con lắm. Má dạ? Nhảy tao hả? Tôi có đâu. Nè nha, mày là chị cả đó, mày phải làm gương cho tụi nhỏ nghe chưa? Ra đi chơi với anh đó. Chơi với anh đi, chơi với anh đi. Không, con dán cái đi à. Không dưới được. Ôi, không là có tiền nè, Bon ạ. Ôi à. Trời ơi, con dán bằng dễ thương y chang anh vậy đó. Trời ơi, đó anh bắt được em. Đó anh bắt được em. Mày thấy chưa con? Không sợ con dán có một cọc tiền, thấy chưa? Mày phải bắt chước em mày, chủ yếu là mày phải biết cách diễn xuất con à. Trời ơi, thì cái đó con chạy chỉ nó diễn vậy đó. Vậy hả? Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Ở yên đây, khỏi làm gì hết trơn trời á. Cả thế giới cứ để má lo. Không, cái này con làm được. Không, con phải tin má. Má làm được. Má tin con. Con chỉ cần ngồi yên và học. Rõ chưa? Mọi người ơi, chơi hả? Đi nha, đi vô đây em tiếp nè. Lại đây ông chủ, nhanh lên đừng có ngại. Ê anh đâu? Ê anh nhớ đâu vậy? Ê anh nhảy nhỏ thảm với vợ. Ê anh nhổ nhớ. Khoan này. Dạ thưa đây là ông thầy. Ông thầy dạy diễn xuất. Hôm nay má mời ông thầy này về dạy. Bây giờ thầy dạy làm sao cho mấy đứa nhỏ đó nó tìm được cái cách nào mà nó môi tiền được khách đó mà nhẹ nhàng nhất hả thầy? Ha? Dễ mà. Diễn viên phải không? Trời ơi, nhớ rồi. À, anh đóng nhiều phim lắm nè đúng không? Trời trời em nhớ mà, em nhớ mà. Mày nhớ không, mày nhớ không? Cái chuyện đó nhớ không? Cái rạp đó đó, mày nhớ không? Thì đó, thì cái bữa đó đó. Hay. Phim gì vậy? Khoan phim gì? Thì cái phim Thằng Lên. Thằng Hồn. Phim gì? Người nhà anh. À, không sao đâu. Thật ra tất cả những tựa phim mà mấy cô vừa nói gì rồi á, tôi đều tham gia hết á. Ủa gì hả? À, vai gì? Quần chúng không thoại. Hèn chi không có nhớ rõ. Sao á? Thầy dạy học đó, nghiêm túc đàng hoàng lại. Tụi bay á, không có được tỏ thái độ vậy. Thầy. Hả? Thì dạy đi. Thì dạy đi, thầy đứng đó làm gì? Thì dạy đi. À, thôi mọi người bình tĩnh đi, không sao đâu. À, thật ra cái chuyện mà để làm thân ngay trong sáng rất đơn giản thôi. Bởi vì trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua cái thời mà cấp sách đến trường, có những cái lưu bút ngày xanh đó dưới cái phượng hồng đỏ thắm, đúng không mọi người? Không. Không biết. Tại sao mà không đúng được? Tuy mọi người là vũ nữ. Cái đấy phản ứng đó là đồng ý thầy. À, thì tuy mọi người là vũ nữ lại đồng ý. Và tiếp theo nó đi tìm đạo cụ nó diễn. Wow, con bé rất là có năng khiếu. Nó tìm đạo cụ nó hỗ trợ đó thầy. Tiếp đi thầy. Vậy sau đó nó làm thì, gì nữa? Thì tuy mọi người là vũ nữ. Trời lo lo thầy. Trời ơi, quá sao mày làm gì quá xá vậy con bị kia. Thì tôi không có thích ai kêu tôi bằng vũ nữ. Ủa mày mắc cười quá, mày làm vũ nữ thì người ta kêu mày là vũ nữ chứ mày thích gọi là vũ gì? Bây giờ kêu tôi vũ mùng vũ chiếu cũng được, đừng kêu tôi là vũ nữ. Cuộc đời mày biết vũ mùng vũ chiếu hả con? Quá xin lỗi ông. Lỗi gì, lỗi phải gì mà xin? Mày thì... thầy ơi, thầy dạy tiếp thầy. Không có dạy gì á, đi về. Mày nghe chưa, 1 tiếng đồng hồ 5,000 có thôi nghe chưa? Ta không biết mày làm sao mày làm, ông phải ở lại đây, ông dạy cho mày cho bằng được. Má. Nha. Còn nếu không hả, mày trả tiền tao đây, tiền mà ba mày cấn nợ vô đây đó. Ha, đừng muốn làm cái gì làm con, nghe chưa? Bực bội à. Trời ơi. Quánh có một xíu máu đổ dữ vậy. Nguyên chai bị đầu người ta đó chút xíu. Chai tôi bể mà. Mà đầu tôi bể rồi. Thì thôi, xin lỗi đi. Lỗi phải gì? Anh dạy đi. Không có dạy nữa, đi về, mệt rồi. Tôi biết mình hơi quá đáng rồi, bây giờ anh cứ dạy đi. Tôi nói tôi không dạy nữa. Nhưng mà nếu mà anh không dạy á, anh thấy không, má làm khó tôi nữa. Cái đó chuyện của cô, không phải chuyện của tôi. Nè. Cái này chuyện của tôi. Ủa? Này là hết giận rồi hả? Vô học đi. Ồ, học liền luôn hả? Học liền đi, mấy môn này học lẹ. Trời ơi. Trời ơi. Ôi, còn cái đầu giờ máu không vậy giờ. Ôi, sao? Nhầm nhò gì, ba chuyện nhỏ. Vô học đi. Học gì? Bây giờ chúng ta sẽ học tiết đầu tiên. Cô cần phải là hả dịu dàng nít na. Làm theo tôi nè. Gì? Cô mặt xuống. Khi tôi nâng cầm cô lên, mắt cô chớp chớp chớp. Chớp đèn pha chớp dữ vậy.
chết không nhắm mắt hả? Làm cái gì làm lại? Dạ chào anh. Đâu? À! Cần ánh mắt này nè. Là sao? Đúng rồi, là... tôi diễn được rồi đó, thần thái đúng rồi đó. Ủa là tôi diễn được á hả? Được, được rồi. Anh khen á hả? Khen đó. Bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo là về phương được diện rồi. Hình thể. Trời ơi, cái này trời ơi, thích học rồi nha. Bây giờ hình thể là sao? Bây giờ cô hãy tưởng tượng tôi là mối tình đầu của cô. Cô ôm tôi đi. Mối tình đầu? Ôm tôi như mối tình đầu của cô vậy đó. Rồi, hiểu rồi. Cô đi đâu vậy? Lấy chớn á, lấy mắt chớn á. Tại vì tình đầu này nó ấn tượng lắm, sâu sắc lắm. Ok, sẵn sàng rồi. Sẵn sàng. Từ từ, cô từ từ. Anh, sao, ổn không? Sang chấn tâm lý. Trời ơi, xin lỗi nha, lăn hơi lố hả? Có sao không? Bài này mới phát sinh ra hả? Có sao không vậy? Không sao đâu, cô không anh sao ổn được hả? Quan trọng cô không sao thôi, không rồi, sao okay, đâu. Ok, ok. Nói nghe nè, sao cái mối tình đầu của cô đau đớn như vậy? Đâu có đau đớn gì đâu, tại diễn lại với anh mới đau vậy á. Chứ tình đầu của tôi là dễ thương lắm. Lúc đó là tôi chỉ mới có 10 tuổi thôi. Tôi với cái bạn đó là chơi thân dữ lắm. Sao là mỗi lần gặp nhau là chạy lại ôm nhau, cái dắt cục đá té lăn trên cỏ vậy đó. Lăn trên cỏ? Chắc cô yêu nhiều lắm hả? Đâu có yêu ai đâu. Chẳng lẽ trải qua biết bao nhiêu người đàn ông cô không yêu ai hết? Không. Con người ta mà phải yêu một ai chứ, làm sao không yêu được? Đang nói không rồi mà. Nhưng mà chẳng lẽ trong cuộc đời cô không yêu một ai? Anh làm gì anh căng? Tôi nói không yêu ai là không yêu ai, đừng có hỏi nhiều nữa. Thôi cho tôi xin lỗi đi. Thôi bây giờ qua bài tiếp theo đi. Bây giờ chúng ta phải lấy lòng đàn ông. Mà cách lấy lòng đàn ông tốt nhất và nhanh nhất chính là nước mắt phụ nữ. Cô biết khóc không? Tôi nghĩ chuyện gì dễ lắm, kỹ thuật là dùng chai thuốc nhỏ mắt gì nè, thấy không? Cứ nhỏ hết chai luôn, cái nước mắt đầm đìa. Cô không muốn khóc giả gì được, cô muốn khóc á mà muốn lấy lòng người ta được, cô phải khóc từ bên trong. Cô phải nhớ lại đi, cô coi cô từng trải qua những chuyện gì đau khổ trong cuộc đời mình chưa? Mình khóc thật đi cô. Có. À, thì tôi ví dụ nha, giống như ngày xưa gia đình của cô ba mẹ sống chung mà không hạnh phúc. À, ba mẹ cô bỏ rơi cô. Anh nói gì vậy? À còn không vậy nè, giống như là cô lớn lên đi làm cái má mì đối xử tệ bạc với cô. Nói nhiều quá. Hay một người đàn ông nào đó là chà đạp cô, coi thường cô, khi dễ cô, xem thường, đối như là lăng mạ cô. Không có. Anh bị cái gì vậy? Tới đây dạy thì dạy đi. Anh nói gì lung tung vậy? Tôi nói cho anh biết nha, tôi là người có cha có mẹ đàng hoàng. Cha của mẹ tôi rất là hạnh phúc. Tôi cũng không bao giờ mà bị bán vô đây hay là bị gán nợ gì ai hết á. Má mì ở đây, những người ở đây rất là thương tôi. Họ không bao giờ mà ép tôi tiếp khách hay làm bất cứ cái gì hết á. Nói chung là những cái người đàn ông á, họ tới đây là họ không bao giờ họ khinh thường tôi. Họ... Đừng nói nữa. Có anh đây rồi. Đừng có mà tỏ vẻ thương hại vậy. Đói bụng không? Ăn bánh mì nha. Mù tạt. Tại sao anh biết cái nickname này? Cái này là chỉ có một người biết thôi. Thì tại sao anh biết? Không lẽ... Đúng vậy. Không lẽ anh là... Thì wasabi gì cả tiếng Việt là mù tạt đó. Trời ơi, trời tức á. Trời tức quá. Ai mượn dịch ra làm chi? Tôi nói anh biết nha, từ đây sắp tới đừng có dịch ra, cũng đừng kêu tên mù tạt trước mặt tôi nữa. Mù tạt, anh ớt chuông nè. Chuyện anh vẽ gì, anh chọc tức tôi. Rồi anh còn nói tên gì mù tạt ớt chuông. Ớt chuông là sao? Ai cho anh cái tên này? Tại sao anh biết? Ớt chuông là thằng nhỏ ngồi dưới gốc cây lúc trời mưa. Ba mẹ nó gây lộn, nó sợ hãi, nó bỏ chạy ra công viên, nép dưới gốc cây. Rồi có một con nhỏ chơi thân với nó, đưa nó cây dù, rồi đưa nó bánh mì, nó xin ăn một miếng mà dứt hết nguyên ổ. Đôi quá mà. Đúng là anh ơi. Mù tạt. Ớt chuông. Ớt chuông. Ớt chuông là anh hả? Anh nè. Trời ơi, đúng thiệt là anh rồi. Anh
vậy thì thành công quá, không có nhận ra. Hồi nhỏ xấu lắm mà. Em cũng vậy. Hả? Em cũng vậy thì rất thành công mà. Vậy thì không không có, cái này là em sửa. Sửa gì? Sửa xíu thôi. À. Cái này là sửa đây xíu, đây xíu, đây xíu, đây xíu thôi. Có xíu à? Là sửa hết cái mặt luôn hả? Không sao, không sao. Chỉ cần cái nết em không sửa là được. Anh nói nha, anh quá đáng lắm. Chơi thân với anh lâu như vậy á, mà tự nhiên 15 năm trước anh bỏ đi, anh không nói một tiếng là sao? Tại vì 15 năm trước, sau cái ngày hôm đó, anh cùng với mẹ anh định cư ở nước ngoài, không kịp nói cho em biết. Vậy tự nhiên bữa nay về đây làm chi? Anh tìm em, để đưa em đi. Đi đâu? Đi những nơi chúng ta cần đi. Đi đâu trời? Đi đi. Thôi. Tại sao vậy? Gặp nhau đây là vui rồi, bây giờ anh đi về đi, tôi còn phải đi nữa. Em đi đâu? Thì đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi hả? Ờ, anh sẽ nuôi em. Anh nuôi anh trước đi. Nè! Hồi nãy anh nói anh nuôi tôi, có thiệt không vậy? Thiệt! Anh không được gạt tôi đấy nha! Đã nói thiệt rồi mà, chỉ chờ em thôi đó. Ơn chuông! Ngu tác! Ơn chuông! Nè, bây giờ anh hứa với em là anh không bao giờ được bỏ đi nữa nha. Anh hứa, dù có đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Anh nói thiệt không? Thiệt! Trời ơi, Ơn chuông ơi, em hạnh phúc quá à! Sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Má ơi! Má! Má thả con ra đi má! Má! Thả con ra! Thả con ra! Cái thiết diễn này thật là tinh tế, nhưng mà má cũng đã xem rồi. Dạ. Mày muốn ra khỏi đây, trả liền cho tao 2.050.000 đồng chẳng. Gì? Trả! 2 tỷ là nghe quen nè. Đúng. Còn 50.000 là sao? Trời đất ơi, bữa hỏi mày ship đồ mày không có tiền đó, má mua ra má trả cho mày đó con. Trời đất ơi, con làm với má lâu như vậy mà má tính toán như vậy với con luôn hả má? Trời, má quá đáng lắm nha má. Cái gì hả? Tao nói cho mày nghe nè, má con thì má con, nhưng mà cái nợ nần phải ra nợ nần đúng không? Có nợ phải trả nợ là quân tử mà. Trả đây. Phải trả hết cho má tao mới đi được. Trả. Tiền đâu trả? Sao mày nói trả? Thì cho trả góp đi. Không cần trả góp đâu, trả tiền mặt luôn đi. Ai trả? Anh trả. Gì? Tao cọc nha. Không, bỏ bánh mì này cho wasabi. Tiền má đâu? Ủa? Trả. Ở tiền đâu? Trả. Anh ơi, cha mất của em. Kể từ ngày mẹ mất, cha có quan tâm gì tới con không? Cha có biết con muốn gì, con cần gì, hay đam mê của con là gì hay không? Cha cứ đắm chìm vô rượu chè. Ngày đó nếu mà cha không bỏ mặt mẹ trong cơn lũ. Mày im đi. Mày là con nít thì mày biết gì chuyện người lớn. Chỉ cần biết tao là cha của mày, nói mày phải nghe tao. Ở yên trong nhà cho tao. Con không thể nào sống trong cái ngôi nhà ngột ngạt này được nữa. Con phải theo đuổi đam mê của con. Con muốn được làm chính mình. Được rồi. Bước vô nhà. Cha biểu mày bước vô nhà. Nếu như ngày hôm nay mà mày bước ra khỏi căn nhà này, từ nay trở đi đừng kêu tao là cha của mày nữa. Mày đi luôn đi. Còn những cái là con Tiến bỏ nhà đi luôn mấy năm trời, đi theo ước mơ gì đó, giờ nổi tiếng luôn. Nói giờ làm được lại show nữa chứ. Lặn lội mua ngay cái vé đi lên đây coi, nhớ nó quá. Mà đi cái bầy cái lũ chứ điên mình sợ nhũn. Đủ theo bạn già. Coi đó, mệt quá nằm thiêu thiểu ngủ. Xách xe chạy bỏ tôi đâu mất tiêu. Hùng ơi, Hùng ơi, Hùng! Hùng ơi! Hùng ơi! Bọn mình chung lớp chung đôi. Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi. Nghe món nào chưa vay, chứ trả cho thầy. Mười năm háo giấy, biết mòn bàn tay. Bàn tay hư hỏng, bàn tay, bàn tay hư hỏng. Bắt nói bàn tay hư hỏng. Bàn tay hư hỏng tự nhiên tiêu điểu ngủ đi. Bàn tay xách xe chạy đâu. Bỏ tôi giữa mình Sài Gòn quá lệ, sợn chết luôn. Mua cơm trong ăn nè. Quăng. Trời ơi, ăn đi. Lai xô con cái tới nơi. Ăn mua cái gì? Mua cơm gì vậy? Nói không ăn mà hỏi mua cơm gì vậy?
thì hỏi coi coi có đúng cái món mình thích không. Yên tâm đi, tôi biết ông thích ăn cá lắm. Cho nên tôi lặn lội tôi đi coi mấy cái tiệm cơm đó để tôi mua cho bằng được tép rang. Thôi thôi thôi, không ăn đâu, không ăn, ăn không nổi. Ăn không có vô. Ăn ăn đi. Ăn không có vô. Không vô, vô đây. Trời đất ơi, tiệm ngon quá. Đủ theo không có làm được tích sự gì hết. Một ngày ăn 18 cử. Chửi gì dữ thần vậy? Chửi dữ thần gì? Trời ơi, lại xô con cái tới nơi rồi. Mà thiệt luôn á, nôn nóng gần chết. Làm sao mà ăn được? Nhớ nó quá mà. Dù sao thì nó cũng là con của mình, bỏ sao được ông? Giận thì la một hai câu đó thôi, chứ trời ơi, con mình mà làm sao bỏ được. Đúng không? Tôi nói gì ông thấy? Nằm như liễm vậy đó. Ngồi lấy dậy coi. Làm gì vậy? Thì ngủ chứ làm gì. Ngồi nói chuyện với ông. Ông nói dài thòn nói đâu lại đâu. Phải gì? Ôi nói thiệt với ông, bực ông lắm á. Đi tới đâu là ngủ tới đó. Ôi mấy bữa nay lo lắng cho nó, khó ngủ gần chết vậy. Biết phải nói là ngủ liền đâu. Biết rồi, biết rồi. Không ngủ đâu. Biết ông khó ngủ mà giờ ngủ như chết rồi nha. Ngủ ra ngủ như cái lúc gì ta vậy? Nằm thiếu thiểu. Nằm thiếu thiểu thôi. Chứ tiểu thôi nha. Tiểu thôi. Nằm chứ tiểu. Ngủ tiểu. Ngủ chứ xỉu nha. Chứ xỉu đâu. Ngủ khó ngủ lắm. Khó ngủ biết mà. Còn ngáy nữa. Dậy đi trời. Tại cái mền. Cái mền sao? Cái mền có để thuốc ngủ ở trong nè. Ủa ghê vậy. Chuyện rồi chứ sao. Dùng ly cái buồn ngủ liền luôn vậy đó ông. Phải không? Bỏ cái mền qua. Bỏ mền. Thầy ráng chừng mắt ra tôi nói chuyện với ông. Đúng rồi. Không có ngủ nghe gì nữa hết. Không ngủ nghe. Tại sao ông? Ông lên đây là ông giúp tôi. Được. Thì đáng giúp cho chót nha. Biết rồi. Yên tâm đi. Phải giúp chứ trời. Mình là bạn bè dưới quê mà. Ở gì? Khi mà anh em mình lên đây. Ngủ hoài. Mỗi lần như một. Mũ mỹ đó. Mũ mỹ, mũ mỹ. Ác lần nào cũng muốn đi găng hàm mặt hết á. Mệt mỏi quá đi. Rồi ăn cơm đi. Ta ăn cái tỉnh luôn, đói luôn đó. Ăn, ăn miếng cơm. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Tôi xin bịch canh. Ủa, xin bịch canh chi? Thì ăn với chờ hỏi biết nói gì cho vui. Thôi anh lẹ lẹ, cẩn thận. Ở đây lừa gạt cười lắm đó. Ờ, thôi rồi đáp rồi. Sống ở đời biết trước biết sau, thấy người hoạn nạn phải luôn cho tiền. Anh em như thể tay chân, chân thì không có phải dùng cánh tay. Trời ơi, kìa. Thấy người tàn tật phải thương, chứ đâu đứng đó tụi bay giễu cười. Giễu cười tao không mắc cười, tao chù hai đứa diễn hài không vui. Em có bao nhiêu cho tiền. Đúng rồi. Không có giận được với mấy cái vui được. Giận này còn chết luôn á chứ đừng giận. Cảm ơn. Gì ngắn ngủn ngôn thơ. Nói nghe nè ông anh ơi, thiệt tình là không phải là giễu cười ông anh đâu. Trời ông mà ông anh bị gì vậy? Ông anh nhìn gì chậm vậy ông anh? Ê, 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 tôi thấy rồi nè. Trời, thấy gì vậy? Đi xin ăn mà kẻ mắc nước. Nước mắt không nổi á. Ủa vậy hả? Nước mắt người ta. Ủa vậy ha? Sao vậy? Sao buồn vậy? Sao buồn? Buồn làm chi em ơi, hết duyên phần cũng lơ làng. Tiếp một đời sơ sát ngỡ ngàng, truyền tin trái ngang 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 ngang. Trời ơi. Không biết chuyện tình trái ngang xong cái độc nó ngang dữ ha. Vậy là cái kiểu này là bị thất tình nè, đúng không? Chứ sao? Sao? Cũng vì lưỡi dịch xa bô, bù vô táp táp nuốt luôn cái lưỡi mình.
ơi, trời. Thì là con nghe là con tự làm tự chịu đi nè, đúng không? Đâu có bệnh hoạn gì đâu. Bệnh hoạn rồi ông anh ơi. Tôi nói thiệt, tụi tôi cũng khổ lắm. Thôi không có tiền cho ông đâu. Không có tiền đâu nha. Có tiền mà không chịu cho, tao chù lần nữa diễn hoài cũng không vui. Thôi, không có ai không vui. Bước lên đây! Bước lên! Bước lên! Bước lên! Tao nhiên tao là tao... Ác nhân! Ác nhân kìa! Cái lưỡi dịch sabo nằm ở trong đó! Mày đá đi rồi sao tao nói được? Nói được! Nói được đâu? Nói được! Ủa? Sao không nói luôn? Để cái máy vô người ta nghĩ mình khổ thiệt. Ủa? Tiền gì khổ giả hả? Khổ thiệt khổ. Cho nó tăng cái level khổ lên. Ủa anh ơi, thấy gì cái bệnh hoạn người lắm anh ơi. Có thấy bệnh hoạn gì đâu, thấy còn được, còn khỏe mà. Thấy bên ngoài thôi, nhiều khi mà... Trời ơi! Trời ơi! Trời ghê hả? Như bất biên vậy. Bệnh lắm anh ơi, bệnh này... Bệnh này phải có tiền mới trị được. Làm gì có chuyện đó. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ phải nói một lần nữa. Anh không tin, để tiền thử đi, nó khác lắm. Thiệt để thử coi, để vô đúng rồi. Thiệt đó, cho tiền đi. Trời. Cảm ơn. Trời. Vậy lại cố chủ hả? Đặt đi. Ôi gì hả? Ôi, ghê vậy. Mập lắm, làm gì không có được. Gà. Trời. Ê, nhìn đi như gà cúng mà không có cặp giò. Được. Nè, đó tôi gửi nghe. Trời ơi, hay quá, hay quá trời. Nói chứ cảm ơn hai ông anh nha. Làm gì làm đi. Đi về, về nhà ăn cơm vợ con. Sáng giờ đi làm mệt quá. Đúng rồi, đi. Tôi phẻ đi. Trời ơi, nói nghe nè, bọn gì rồi chừng nào tới nhà? Nhà ở đâu vậy? Không được, nhà gần đây lắm. Bước qua cái tới hả? Bước qua đâu mà tới? Bước qua cái tỉnh là tới. Bước qua cái tỉnh cái tới rồi nhắm bước gì dưới còn tỉnh không? Tỉnh sao không tỉnh? Về tới nhà mới hôn mê. Không có tống ba được đâu, tống ba vậy là bị vi phạm pháp luật. Xuống đi khoan. Đi xe mà không đợi nó mạo hiểm mang bắt chết. Được không? Cởi nó vô đúng luật đàng hoàng. Đảng toàn nghe, thượng lộ bình an nghe. Đi nha. Đi. Vậy vợ con đi. Đi nghe vậy. Ôi thấy thương quá. Ôi chết rồi, mà thương người ta rồi ai thương mình. Trễ giờ đi coi lấy số, gom đồ bỏ lên xe đi lẹ đi. Đi rồi bỏ lên xe. Để coi kiểm tra. Làm gì vậy? Mất xe. Dạ, hầu đồ. Làm gì có chuyện mất, nó đề số đi rồi. Mất đâu, buồn quá. Trời ơi, tiếc tình luôn. Cũng do ông cái đầu óc mụ mị không có nhớ gì cả. Dạ, không có nhớ, ghê lắm mà. Dạ, không có nhớ, ghê chứ. Không sao. Mất chiếc xe, về quê mua chiếc khác. Hả? Còn tiền. Đi xe buýt lại đó. Lấy tiền, đi xe buýt. Mất luôn cái bóp rồi. Trong cái bóp nó có tiền nè. Nó có giấy tờ nè. Và quan trọng là nó có cái cặp vé đi coi lấy xô. Chết rồi, bây giờ mất tiền cũng được, mất giấy tờ cũng được, mà bây giờ mất xe thì xe đâu mà đi đây? Coi. Xe đâu? Có. Xe đâu? Cũng may mắn sao? Đâu? Nó để lại chiếc xà lan 4 bánh.
Đỡ lắm đó. Xe này rồi sao đây? Kệ nó tà tà cũng được. Thôi thôi, đi, 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 đi. Lẹ đi.